nhân quả luân hồi, ân nghĩa tiền kiếp, thành duyên mẹ con hiện tại. Đức Phật thường nói rằng, nếu không nợ nhau thì làm sao gặp gỡ? Do nghiệp quả, nhân duyên, vợ chồng, cha mẹ và con cái đã gây tạo khi còn sống thế nào, họ sẽ thác sinh về cõi giới tương ứng. Có thể người vợ ở kiếp này là người bạn chôn kiếp trước tới trả nợ cho bạn. Đứa con trai ở kiếp này là chủ nợ của bạn ở kiếp trước để đòi món nợ chưa trả. Đứa con gái ở kiếp này là người tình ở kiếp trước tới vì tình cảm chưa dứt. Người tình kiếp này là vợ chồng của kiếp trước tới nối tiếp phần duyên phận chưa dứt. Hồng nhan tri kỷ của kiếp này là anh em của kiếp trước tới chia sẻ những tâm sự chưa nói hết. Người giàu có của kiếp này là người giàu lòng thiện ở kiếp trước tới nhận phần công đức đã phát ra từ kiếp trước. Đây không phải là mê tín mà là nhân quả luân hồi, là số kiếp. Tôi có quen một bạn nữ học cùng, hiện đang sống ở nước ngoài. Cô năm nay khoảng 30 tuổi. Cách đây 2 năm, cô thường vào trang Facebook để đọc những bài gương nhân quả. Cô tâm sự với tôi: em đến với Phật giáo là do một duyên tình cờ xuất phát từ mẹ em. Chuyện cũng kỳ lạ lắm, để em kể chị nghe. Câu chuyện này tôi đã kể cho nhiều bạn đạo nghe khá lâu rồi, nhưng chưa có dịp ghi lại. Hôm nay, có một người bạn nhắc tôi hãy ghi lại để cho nhiều người được biết. Câu chuyện như thế này. Cô bạn tên Dân, tên này đã được thay đổi vì lý do tế nhị. Dân sống ở miền Tây, là con gái út trong một gia đình đông anh em, gia cảnh cũng bình thường. 12 tuổi, cô đã nghỉ học và ở nhà xin đi làm thuê để kiếm tiền phụ cha mẹ. Tuy là con út nhưng cô không được mẹ yêu thương như các anh chị lớn. Đi làm bao nhiêu tiền cô đem về đưa hết cho mẹ. Mẹ cô lúc nào gặp cô cũng hỏi tiền, tiền, tiền. Nhưng bà lại mê vé số, số đề nên tiêu tốn hết vào đó. Ít bao giờ bà hỏi con gái thế nào hoặc thể hiện những cử chỉ chăm sóc thương yêu. Bản thân cô cũng thương mẹ nên không dám ăn xài mà chỉ ráng dành dụm gửi cho mẹ. Cô chỉ biết rằng cô rất thương mẹ. Đến năm 18 tuổi, mẹ gả cô cho một người Đài Loan qua mai mối và nhận được một số tiền lớn. Cô cũng không hề phản đối, hoàn toàn để cho mẹ quyết định. May mắn cho cô gặp được gia đình tốt, người chồng cũng hiền lành và thương yêu. Cô qua tới Đài Loan một thời gian thì có công việc làm và sinh em bé. Lại để dành và gửi tiền về cho mẹ, bảo lãnh mẹ sang chơi. Nhưng hầu như mẹ cô không hề nghĩ đến công sức con gái làm, mà lúc nào cũng nghĩ cô là kho tiền để bà mua sắm, ăn xài, trả nợ. Thấy mẹ bao giờ cũng dòi tiền mà chưa bao giờ thương mình, nên sau một lần cuối cô giận quá, tuyên bố sẽ không quay về Việt Nam gặp mẹ nữa. Tuyên bố xong, cô bệnh một trận, thừa sống thiếu chết, nằm liệt giường. Cả gia đình chồng lo lắng, thỉnh tượng mẹ Quan Âm về thờ và khấn cho cô mau hết bệnh. Cô nằm bệnh mà ngày nào cũng khóc vì giận mẹ, hận mẹ không quan tâm mình. Ngày nào cô cũng lết qua nơi thờ Quan Âm và khóc. Bồ Tát ơi, hồi nhỏ tới giờ con toàn phải làm việc và đưa hết tiền cho mẹ con. Thậm chí con không dám xài. Con đối với mẹ hết lòng. Tại sao mẹ không thương yêu con? Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ? Con cũng là con ruột của mẹ mà.
cứ đau khổ nhiều ngày, thành ra cô bị tâm bệnh. Và cũng do tâm đau khổ bức bách mà ngày ngày đều khấn Quan Âm Bồ Tát. Nên có một đêm, cô nằm chiêm bao, thấy một giấc chiêm bao kỳ lạ. Trong một kiếp sống nào đó, cô thấy mình là một con thú nhỏ, đang sắp bị một con thú lớn ăn thịt. Ngay lúc cô đang hoảng sợ, tìm cách bỏ trốn, thì mẹ cô xuất hiện. Bà đã giúp cô thoát chết, rồi thả cho cô đi. Trước khi đi, cô còn chắp tay xá bà và tri ân hẹn ngày báo đáp. Giật mình tỉnh lại, cô nhận ra nhân quả kiếp trước, không có gì không liên quan đến nhân quả. Món nợ mẹ từ kiếp xưa và bây giờ đủ duyên để cô báo đáp. Tự nhiên choàng tỉnh và bệnh cô cũng dần dần tự hết. Cô không thấy oán hận mẹ nữa và hiểu ra, cho dù mẹ đối xử với cô thế nào, nhưng cô vẫn thương yêu mẹ hết lòng vì bà, là do nợ ân tình kiếp trước. Sau sự việc trên, cô bắt đầu hướng về Phật Pháp. Cô tin sâu nhân quả, cố gắng tu học, tích thiện làm lành, niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Cô bảo, chị à, nhân quả thật là không sai. Nếu không nhờ Quán Thế Âm Bồ Tát cho em thấy, thì có lẽ cả đời này em mang tội bất hiếu vì oán hận mẹ mình. Trong khi đó, bà lại từng là ân nhân cứu em. Em thật may mắn, nhờ Phật Pháp em mới biết được điều này đó chị. Giờ khuyên được bà bao nhiêu thì ráng khuyên, giúp được bà hay không giúp được thì thôi, chứ không nên sinh tâm oán ghét. Câu chuyện này là thật. Hôm nay tôi muốn ghi lại là vì muốn chia sẻ cùng các liên hữu đồng tu rằng có những nghịch cảnh, có những người thân hoặc người bạn đối với chúng ta rất là đáng ghét. Nhưng vì sao mình vẫn thương họ, vẫn chiều theo ý muốn của họ? Đó là vì trong kiếp sống xưa ta đã từng tạo ác nghiệp hoặc nợ họ một cái gì đó. Không có cái gì không rời khỏi nhân quả. Nếu chúng ta không biết việc này, chúng ta sẽ tự làm chính mình đau khổ, rồi đem cái ân biến thành quán, thành quan gia, thì tới đời nào mới trả xong nổi đây? Nếu bạn có tiền, có tài sản, có quyền, có địa vị trong xã hội mà bạn tạo ác nghiệp, thì bạn có thể tránh được pháp luật thế gian, nhưng bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi luật nhân quả. Đó là thật, không phải bịa ra hù dọa bạn gì cả. Bạn không tin thì chính bản thân bạn chịu thiệt thòi mà thôi. Muốn biết nhân đời trước, xem quả nhận đời này. Muốn biết quả đời sau, xét nhân gieo hiện tại. Nội dung trên kênh đều thuộc bản quyền của công ty cổ phần truyền thông TD Media, vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức. Vài nét giới thiệu về vua tiên tri họ Liên. Ông là người Đài Loan, nổi danh là nhà xem số mệnh đại tài, có thể tiếp xúc với cảnh giới vô hình mà chúng ta không nhìn thấu đến. Vị mà Liên Sinh giao tiếp có tên là Thần Phúc Lộc. Trong quá trình làm việc, càng hiểu nhân quả, ông càng kính ngưỡng Phật giáo và phát tâm quy y, thệ nghiêm trì ngũ giới, ăn chay trường, nguyện đem khả năng đặc biệt của mình để giúp thế nhân hồi đầu hướng thiện. Sau đây là bài viết chia sẻ về luật nhân quả rất hay của ông. Thần Phúc Lộc. Các bạn chẳng nên than oán là số mình không may, bởi thực ra khi vừa bắt đầu kiếp người, có thể phúc báo số mệnh của chúng ta rất lớn, nghĩa là bạn vốn có thể đạt được, hưởng được rất nhiều phúc lộc tuyệt hảo tối ưu. Nhưng chính do sự thiếu hiểu biết về nhân quả mà ta đã vô tình tàn phá phúc báo của mình bằng những ý nghĩ, lời nói, hành vi thất đức. Chính ý nghĩ, lời nói, hành vi không tốt của ta đã chiêu vời và tạo ra vận số long đong bất như ý cho mình. Bạn đừng vội cho lý luận này làm mê tín.
cuộc sống quả thực có số mệnh, dù số mệnh này do ta tạo ra và chính nó lại đeo theo trói lấy ta. Nhưng số mệnh vẫn có thể chuyển tùy theo nghiệp tạo thiện ác của mình. Những người sự nghiệp thành đạt, được đại phú quý đều tin vào lý này. Sống mà thiếu trí tuệ thì rất dễ khốn khổ, bần hàn. Khi nghe tôi nói vậy, xin bạn đừng vội buông lời miệt thị mà cho là mê tín. Xin hãy chịu khó, động não gẫm suy để hiểu cho rõ ngọn nguồn, hoặc hãy đích thân tự thí nghiệm thử xem sao, rồi hẳn đưa ra kết luận. Tôi xin thưa với bạn là, những cảm nhận thấy biết thuộc các giác quan con người vốn không đáng tin, bởi ta rất thường bị chúng lừa. Xin hãy nghĩ xem, mắt người có thể nhìn được mấy phần trăm ánh sáng trong tổng số ánh sáng hiện hữu? Tai ta có thể nghe mấy phần trăm âm thanh trong tổng số âm thanh hiện hữu? Mùi có thể ngửi được mấy phần trăm mùi trong thế giới? Lưỡi có thể nếm mấy phần trăm trong tổng loại vị? Ta có thể cảm xúc được vật, nhưng đạt được mấy phần trăm trong tổng số vạn vật? Chẳng lẽ hễ những gì giác quan ta cảm nhận không đến không thấu, nghĩa là nhìn, nghe, nếm, chạm sờ không tới, thì cứ quả quyết là không có tồn tại ư? Chuyện thứ nhất, thời còn trong quân ngũ. Hồi đó, tôi gia nhập đội quân đo lường, năm 802, khi ấy phó đoàn trưởng là Ngụy Thanh Bình. Tay cầm một xấp tiền, bảo tôi phải trả lời ngay là ông đang cầm bao nhiêu. Tôi đáp, 14 xấp. Ngày chính ông cũng không biết rõ mình đang cầm bao nhiêu, nên khi nghe tôi trả lời, ông bèn đếm thử và trợn tròn mắt ngạc nhiên vì kết quả đúng y như vậy. Việc này đã khiến cái đầu vô thần của ông mềm đi. Từ đó, ông quy y Phật Pháp, phát tâm niệm Phật tụng kinh. Có một vị ăn nói cứng cỏi đanh thép, tôi gọi là ông Biện Sắt, vì ông hay nhạo báng cười chê khi thấy mọi người tin vào việc dự đoán của tôi. Một hôm, ông đến chỗ tôi, nói huyên thuyên trên trời dưới đất một hồi, rồi hỏi, anh có thể đoán xem đêm qua tôi đã làm gì hay không? Tôi đáp, đánh mặt trượt. Vị Miệng Sắt này ngây người một lúc, hầu như không dám tin vì sao lại quá đúng như thế. Ông bảo, đúng là tôi đánh mặt trượt, nhưng anh có thể đoán tôi thua thắng bao nhiêu không? Đây là một thách thức lớn, mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi đáp, thua 880 đồng. Ông Miệng Sắt kêu to, đúng đúng đúng, quả nhiên đoán giỏi như thần, khiến người ta không dám tin, trong thiên hạ sao lại có việc này chứ? Rồi ông Biện Sắt kể, thiệt ra là tôi chỉ thua 800 đồng. Thua rồi thì thôi, tôi đang sửa soạn về thì có người bạn ngồi gần ngỏ ý cho tôi mượn 80 đồng. Tôi nghĩ thầm, mượn 80 đồng này biết đâu có thể gỡ gạt được. Kết quả cũng thua luôn, vừa đúng 880 đồng. Chuyện là như vậy đó. Chuyện thứ hai, cách lìa dục niệm. Có cặp vợ chồng trẻ đến thỉnh giáo hòa thượng Diệu Pháp. Họ kể mình quy y Phật rồi, ăn chay dễ dàng, rượu thuốc gì cũng đoạn trừ được hết, chỉ duy nhất giới dâm kiên cử mấy lần đều thất bại. Nam cư sĩ kể, mỗi khi trong lòng khởi dục, anh thường niệm thầm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng cuối cùng cũng bị niệm dâm đánh bại. Vì vậy, anh rất khổ tâm, xin hòa thượng chỉ dạy giúp cho. Sư phụ khai thị, còn tinh tấn tu hành, thực đáng tán thán. Hoa sen sợ dị thánh khiết, là vì đó xuất thân từ bùn mà bất nhiễm. Phật Thích Ca lìa vợ đẹp con ngoan xuất gia tu hành, là thị hiện con đường tu thẳng tắc cho chúng ta. Người tại gia nếu có thể đoạn dục thì cũng đồng như xuất gia không khác, sẽ thành bậc tu hành xuất thế mẫu mực. Niệm thánh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm có thể trợ giúp đình chỉ tâm dâm, nhưng không phải để dâm niệm khởi lên rồi mới lo cầu Bồ Tát cứu trợ, mà bình thường phải luôn niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, như vậy mới có thể ly dục. Quan trọng nhất là trước tiên phải minh lý. Hiểu rõ đạo lý rồi
thì nhờ am tường Phật Pháp mà việc giữ giới dâm tự nhiên thành. Càng thực hành, càng thể ngộ đạo lý trong đó, nên tính tâm càng vững vàng, bình chắc. Đề nghị hai con nên xem và học thuộc bốn điều răn dạy minh bạch về tánh thanh tịnh trong Kinh Lăng Nghiêm. Sau đó, lúc rảnh thì tụng thầm hoặc đọc nhỏ tiếng. Những khi tản bộ sớm tối, cưỡi xe, ngồi xe buýt, ra ngoài, bất kể làm gì, đều có thể tận dụng thời gian hiện hữu để tu trì. Nên học thuộc thêm chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, mỗi ngày tụng bốn điều răn minh bạch về tánh thanh tịnh, ít nhất một biến. Nếu tụng càng nhiều thì càng tốt, nhất là trước khi ngủ phải tụng một biến, có thể lấy đây làm thời khóa tụng cho người sơ học. Có thể dùng bốn điều răn dạy minh bạch về tánh thanh tịnh làm thời khóa tụng sớm tối cho người tại gia. Nếu có thể tụng thành tiếng, không những bản thân mình được lợi, mà các chúng sinh chung quanh, tức là mắt phàm không nhìn thấy, cũng đang quỳ nghe con tụng, thảy đều được lợi ích. Thế thì tự nhiên các con sẽ có công đức vô lượng. Nếu chuyên cần tu như thế, sau 3 tháng, nhất định sẽ khiến niệm dâm nơi thân tâm đều đoạn dứt, mà tính đoạn cũng không. Chẳng những bản thân đoạn được dâm, mà cả trong ý nghĩ niệm dâm cũng không còn. Lúc này, quý vị sẽ sống rất thoải mái, ung dung, không ngôn ngữ văn tự nào có thể diễn tả hết. Đây là thánh cảnh mà chỉ người đoạn được dâm rồi mới cảm nhận hết những an lạc vi diệu trong đó. Đạt đến niệm dâm nơi thân tâm đều đoạn sạch cả rồi, thì dù không học thuộc tứ trọng thanh tịnh minh hối, vẫn có thể hành trì cả đời. Nghĩa là bởi lời Phật dạy đã ghi khắc trong tim. Lúc này mới phát hiện câu nói: trên thế giới không gì khoái lạc hơn dâm dục là sai. Vì khoái cảm do dục mang đến chỉ trong chớp mắt, nó không thực sự là khoái lạc. Bởi nếu phải tiếp diễn thì càng thêm mệt mỏi, tinh lực cạn kiệt. Lúc này không còn là lạc nữa, mà rất khổ. Chưa kể chính vì dâm hừng thịnh mà sản sinh nhiều tật bệnh, xảy ra mâu thuẫn xung đột giữa phu thê, dẫn tới ly hôn. Thậm chí còn khiến đương sự tử vong, yểu mạng. Người tại gia cần tiết chế thích hợp, nhưng người tu hành nhất định phải đoạn dâm. Bởi dâm tâm không trừ, trần khó thể xuất. Có người đoạn dâm được thời gian, tình cờ xuất hiện chứng di tinh, mộng tinh. Hiện tượng này là bình thường, đừng thèm lý tới, tự nhiên sẽ hết. Một khi đã đoạn trừ được dâm, không những thể xác khang kiện, mà còn thu nạp bảo tồn tinh hoa, có thể kết tụ xá lợi kiên cố không gì sánh. Thời gian đoạn dục càng dài, thì khi viên tịch hỏa thiêu xá lợi lưu càng nhiều. Xá lợi là thánh vật đồng chư Phật Bồ Tát, thế nhân thành tâm lễ bái sẽ được nhiều lợi ích, 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 sẽ được nhiều. Vị khách đến sớm. Ngày mai là tiết thanh minh rồi. Từ đầu xuân đến giờ tôi bận rộn suốt, không hề được nghỉ ngơi, mệt đến khí lực chẳng còn. Hồi chiều, lúc giảng pháp cho chư Phật hữu, tôi đuối đến nói không ra hơi. Quả thật, tôi rất thèm có thời gian được nghỉ, nhưng ước mơ này xem ra
cũng khó với tới. Khuya nay ngủ không được, tôi quyết định thức dậy tùng khóa sớm. Như mọi lần, tôi kéo rèm, mở cửa sổ ra. Vừa nhìn bên ngoài thì bủn rủn hết hồn. Tuy còn khuya, nhưng bầu trời ở Đông Bắc tương đối sáng tỏ hơn thành thị. Do tôi chưa chuẩn bị tinh thần, bỗng thấy trước mặt mình hiện sừng sững một nữ quỷ tóc xõa dài, hai chân cách đất, không nhìn rõ mặt mày vì tóc đã che phủ hết. Nếu như chuyện bình thường thì tôi không sợ, nhưng hôm nay do chuyện xảy ra quá đột ngột khiến tôi hoảng hốt và kinh ngạc đến há hốc miệng ra. Tự trấn tĩnh một lúc, tôi hỏi thần hộ giới việc này là thế nào. Họ nói với tôi, cô gái này thường đến đây cũng khá lâu rồi, không ngờ hôm nay bị phát hiện, có lẽ cô cùng người có duyên đó. Giờ chúng tôi hàng ngày luôn tụng kinh hồi hướng cho chúng sinh, nên có thể là nữ quỷ này đến để nghe buổi tụng khóa sớm chăng? Thần bảo tôi, nếu muốn giao lưu với nữ quỷ này, xin người hãy định tĩnh, dùng tâm trò chuyện với cô ta. Thế là tôi liền định tĩnh, nhắm mắt lại, dùng tâm để giao cảm. Tôi hỏi nữ quỷ bằng tư tưởng. Vì sao cô hiện hình nhát tôi? Tôi vừa mới hỏi thì nữ quỷ bật khóc. Tôi không hiểu gì, cũng chẳng biết làm sao để cô ngưng khóc. Liền đưa tay sờ vào cô định vỗ về. Bởi vì tôi chưa bao giờ dùng tay chạm qua chúng sinh cõi quỷ, nên bây giờ vừa sờ vào phát hiện cảm giác trống rỗng như hư vô. Tôi rất ngạc nhiên và ngơ ngẩn, không biết làm sao an ủi cô. Nhìn thái độ chân hững của tôi, nữ quỷ bắt tức cười lên tiếng. Tôi biết người tên gì, cũng biết người luôn tụng kinh cầu cho tất cả chúng sinh. Tôi nghe kinh đã được một tháng rồi, hôm nay có ý muốn đến sớm một chút, nào ngờ bị người thức dậy quá sớm và phát hiện. Người mệt như thế mà hằng ngày còn bỏ công để tụng kinh cầu cho chúng tôi, thật rất cảm tạ. Ngừng một lát, nữ quỷ lại bảo tôi. Xin người hãy niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai, thì lập tức hình dạng tôi sẽ chuyển tốt, không làm người sợ nữa. Bởi tôi e hình dáng quỷ của mình sẽ gieo kinh hãi, cho nên mới cố tình cho tóc xõa dài che kín mặt. Cũng xin người hãy giữ khoảng cách xa tôi một chút, vì loài chúng tôi âm khí rất nặng, sẽ làm tổn hại đến người. Đó là điều tôi hoàn toàn không muốn. Tôi liền làm theo lời nữ quỷ yêu cầu, chắp tay chí thành niệm Nam Mô Diệu Sắc Thân Như Lai 10 lần. Kỳ tích xuất hiện, nữ quỷ liền biến thành xinh đẹp, đầu tóc vén lên gọn gàng, khiến tôi có thể nhìn rõ mặt cô ta. Trông cô rất khả ái. Nữ quỷ xin tôi sau này hãy niệm nhiều danh Phật cho, vì rất có ích cho chúng sinh. Tiếp đến, cô kể tôi nghe, cô là người sinh ra ở địa phương này, năm 19 tuổi nhảy lầu chết. Cô kể, mình hiện là quan hồn cô độc, do tôi tự tử nên không được đầu thai, phải ở nơi cõi âm thọ khổ, làm quỷ phiêu bạc vất vưởng trong dân gian. Tôi hỏi, vì sao cô chẳng đọa địa ngục? Cô đáp, ác nghiệp của tôi chưa đáng phải vào địa ngục. Nhưng dù tôi không xuống địa ngục, thì những khổ hình phải nếm qua cũng không khác địa ngục là bao. Bởi vì hằng ngày cứ đúng giờ khắc, tôi đã tự sát chết như thế nào, thì phải tái diễn lại y hệt vậy. Nghĩa là tôi phải tiếp tục đứng trên lầu nhảy xuống tự tử, nếm lại cảm giác dông thân đau đớn tột cùng. Tôi đã phải diễn cảnh nhảy lầu này suốt 10 năm rồi, ngày nào cũng phải tái hiện cảnh tự tử như thế. Khổ không thể tả, chưa kể kiếp quỷ bất như ý, dứt dưỡng đối khác, khổ hơn làm người ức vạn lần. Nếu biết như vậy, tôi đã không tự tử làm chi. Nữ quỷ kể, 10 năm trước, sau khi cha mẹ cô ly hôn, tòa phán quyết cô về ở với mẹ. Nhưng mẹ cô tục huyền, thành ra cô có cha ghẻ.
Sau đó vì ông cha ghẻ đồi bại này cưỡng hiếp cô, cô mét lại với mẹ ruột. Nhưng bà chẳng những không tin mà còn đuổi cô ra khỏi nhà. Thế là cô phẫn uất đứng từ trên lầu nhà mình nhảy xuống tự sát. Cô còn nói rõ địa chỉ nơi nhà cô ở, bảo rằng nếu không tin thì tôi có thể điều tra kiểm chứng. Cô nói, chẳng phải nhà đồ đệ người ở gần nhà tôi hay sao? Vì cách nhà mẹ tôi chỉ có 11 căn. Chiều đó, tôi có phái đồ đệ đi điều tra sự tình. Đúng là đã tìm ra nhà mẹ nữ quỷ. Khi hỏi thăm, láng giềng cũng xác nhận là thật có việc này. Nữ quỷ lại kể cho tôi nghe, cô đã báo thù mẹ và cha ghẻ, làm cho cha ghẻ bị mắc bệnh ung bú ác tính, còn mẹ cô phải ly hôn. Cô vừa kể vừa khóc, than rằng vì sao cô báo mộng cho mẹ, xin bà tụng kinh cho cô, nhưng bà lại chẳng tin. Cô bảo tôi, cô làm cho mẹ bị giả quỷ hành hạ, thân thể không an, ngày đêm khốn đốn. Cô muốn mẹ tin nhân quả, sám hối những tội lỗi bản thân bà đã làm để tương lai thoát khổ. Tôi cảm động vì cô tín nhiệm tôi, cảm tạ cô cho tôi biết sự thật. Tôi rất não lòng vì thấy cô quá đáng thương. Mới 19 tuổi đầu mà sao cô quá khổ như vậy? Tôi khuyên cô hãy buông bỏ oán hận và hứa sẽ sai đồ đệ đến tìm mẹ cô. Tôi giải thích hiện tại sức khỏe tôi không tốt nên tôi muốn ở nhà nghỉ dưỡng. Tôi sẽ nhờ đồ đệ liên lạc mẹ cô, bởi vì chúng tôi chưa từng quen biết bà. Nếu kể rõ mọi chuyện về tình cảnh và tâm nguyện của cô, nhất định mẹ cô sẽ hiểu và tin, minh bạch nhân quả. Cô nghe xong rất mừng, còn khoe rằng cô nghe tôi tụng kinh Địa Tạng đã 1 tháng rồi. Khoảng 6 tháng nữa, cô sẽ được sinh về cõi trời, đến một nơi rất tuyệt mỹ. Cô còn nói, người thế gian hiện tại ngu giống y như tôi hồi xưa vậy. Tuy được mang thân người, nhưng đa số bọn chúng thấy đều không biết trân quý. Vì vậy, người nhất định phải viết ra, tả rõ về nỗi khổ của tôi cho mọi người biết, khuyên họ không nên tự tử. Phải hiểu rằng, quả báo tự sát rất đáng sợ, rất thống khổ, chẳng thể tưởng tượng nổi đâu. Được mang thân người là rất quý hiếm mà không biết. Nếu cứ mê bụi phụ bỏ thân người rồi sa vào cõi quỷ thì sẽ khổ vạn bội. Thống khổ này không kể xiết. Bây giờ có người và chư vị khác tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho các oan hồn cô quỷ, nên tôi còn phúc duyên may mắn đến nghe mà tương lai được thăng thiên. Nói xong, cô nói với tôi, gà gáy rồi, cô phải đi ngay, vì cô không thể nhìn thấy mặt trời. Nữ quỷ đi rồi, tâm tư của tôi trở nên nặng nề. Tôi thầm nghĩ, người thời nay chỉ tin vào những gì mắt họ nhìn thấy, hoàn toàn chẳng biết bệnh trên thân mình là do quan gia trái chủ tìm đến trả thù, báo oán. Người ta ngày ngày vào bệnh viện mà chẳng biết ở nhà nên tụng kinh, phóng sinh, sám hối, thành tâm ăn năn, lo tịnh hóa thân khẩu ý, phục thiện để cứu chuộc các tội đã làm. Mà dù họ chịu thực hành đi nữa, nhưng chỉ cần tụng vài biến kinh chưa thấy có hiệu quả thì đã vội kết luận là Phật gạt lừa người, rồi vứt hết công phu. Tại sao bọn họ không chịu nghĩ đến bản thân mình, nhiều đời nhiều kiếp đã từng tạo biết bao nhiêu tội diệt chứ? Con người thối thường, làm gì cũng muốn thu vào, không chịu cho ra. Hiện tại, tôi rất đuối mệt vì chuyện giao tiếp, bởi tính tôi hay nói thẳng, dễ đắc tội với nhiều người. Nhưng các bạn có biết chăng, hiện nay, quán dậu lông hổ. Tốt nghiệp phổ thông xong, được người giới thiệu, tôi vào làm phục vụ bàn tại một nhà hàng có tên là quán dậu lông hổ. Quán dậu này là một nơi thuộc vùng Thâm Sơn, cây cối sầm uất, có rất nhiều dã thú.
ông chủ quán họ Vi được xem là vua kinh doanh, vì ông mưu trí, khéo tính toán đầu tư, nhờ vậy mà hái được lắm tiền. Ông treo bảng bán thịt thú rừng, chào hàng bằng mấy từ, đặc sản thôn quê quyến rũ, cho nên thực khách tìm tới đông nghịt. Quán càng mở rộng quy mô, tiệm lão Vi càng phát tợn, khắp xa gần đều biết tiếng. Quán có món đặc biệt tên là lông hổ đấu, gồm thịt đại mãng xà nấu chung với mèo rừng và đặt thành. Chẳng mấy chốc, biệt danh này đã thành tên gọi của quán. Cứ kiểu đó, mèo rừng và mãng xà khắp vùng phụ cận đều gặp họa ương, do ông chủ Vi luôn thu mua giá cao, cho nên nhiều người dân hám tiền sẵn sàng liều mạng, sông lướt hiểm nguy, mò vào chốn thâm sơn vắng bóng người để tìm hàng cung ứng cho lão chủ. Cái sân phía sau tiệm ngày nào cũng nồng nặc mùi máu tanh, tiếng rên la thảm thiết không ngừng vang vọng vào tai. Một hôm, lão Vi mua được một con mãng xà khủng, dài 6 mét, mập độ 1,5 tấc, có vảy ống ánh sắc hoàng kim pha chút bạc. Nghe nói đã có rất nhiều người mất mạng vì tìm bắt con mãng xà này. Nhìn vóc dáng đồ sộ của nó, có thể đoán nó là vua mãng xà. Con mãng xà nằm bê mang một ngày mới tỉnh lại. Lão Vi tiến đến gần lồng sắt, nói: "Ha, ngó bộ ngươi đỉnh đạt uy phong, nên ta tạm thời chưa giết, cho ngươi lưu mạng sống thêm mấy ngày nữa." Mãng xà hình như nghe hiểu, nó ngóc đầu lên cao, đột nhiên há to miệng, phun ra một bãi nước miếng hôi tanh nồng nặc vào mặt lão chủ. Do lão không kịp đề phòng, chỉ biết hét to một tiếng thảm thiết, rồi quay mình bỏ chạy. Chúng tôi nghe lão trống, cũng vội chạy tới, dùng nước sạch rửa mặt cho lão. Nước miếng mãng xà có tính ăn mòn tiêu hủy rất cao, nếu như cứu chữa không kịp, chắc chắn sẽ lưu thẹo, lỡ lói. Lão Vi đùng đùng nổi giận, nhấc ngay nồi nước nóng, dội vào chuồng mãng xà. Trút giận xong rồi, lão hung tợn nói: "Nếu chẳng phải do tốn tiền mua ngươi cao giá, thì ông đây đã bấm dầm ngươi ra cho hả giận. Giờ ông sẽ cho ngươi sống không bằng chết, rồi nửa tháng sau sẽ làm thịt, đem ngươi ngâm rượu mừng sinh nhật 40 của ông." Từ ngày đó trở đi, mãng xà bị nhốt đơn độc trong chiếc lồng to nơi góc vườn, không cho ăn uống. Thỉnh thoảng ông còn ngược đãi hành hạ, chửi mắng nó ôm sòm, ngày nào cũng cho giết mổ đồng loại của nó, còn lột da xẻ thịt các con vật ngay trước mặt nó để thị uy. 7-8 ngày trôi qua, con đại mãng xà vẫn không khuất phục, hãy thấy lão chủ là dương mắt thịnh độ, há mồm nhe nanh. Mỗi lần đến gần lồng nó, ai cũng đều có cảm giác bất an khủng khiếp. Lại mấy ngày nữa trôi qua, bỗng xảy ra chuyện, con đại mãng xà trong lồng không cánh mà bay, chẳng thấy tăm hơi tung tích. Lão chủ vừa nghe tin này thì mặt mày tái nhợt, hai mắt trợn ngược. Lão đến bên hông cái lồng, nhìn trừng trừng quan sát. Thấy lồng vẫn còn nguyên vẹn, không có chút tì vết hư hại, chung quanh không có khe hở. Lão đoán, trừ phi có ai đó cố ý thả nó ra, nếu không thì chắc chắn con mãng xà khủng này không thể nào thoát được. Lão chủ tức tối quay đi. Hằng học nói: "Ai? Là ai đã thả nó ra hả? Khôn hồn thú nhận thì không sao, chứ để ông đây mà điều tra ra được thì ông sẽ lỗ da sống cho coi." Chúng tôi đều run sợ, cùng xúm nhau thề thốt là mình không có làm vậy. Ông chủ mặt mày thiểu não, ông quay lại cái lồng sắt quan sát tiếp tục. Cuối cùng cũng phát hiện ra chỗ con đại mãng xà đào thoát có 2 thanh sắt khe hở tương đối lớn, xem ra mãng xà đã thoát bằng đường này. Chúng tôi bàn tán cả buổi, cuối cùng đành phải thừa nhận hiện thực trước mắt. Đúng là thân thể con mãng xà này có tính co giãn biến hóa cực cao, quá giỏi luồn lách. Khe hở nhỏ xíu như vậy mà nó vẫn chui ra được. Vì muốn tự do, nó có thể kham dẫn mọi thống khổ ngoài sức tưởng. Lão chủ sau khi xả xuống bắp, trút thịnh độ xong, thì gó bộ ra nguôi ngoai, không còn nói năng gì nữa. Khoảng hơn 2 giờ sáng, chúng tôi thấy ai nấy đang ngủ say sưa thì bị những tiếng thét kinh hoàng làm cho tỉnh giấc. Tôi giật mình nhổm dậy, phóng ra sân, quan sát tình hình.
Vừa dịch cảnh trạng, tôi đã hồn vi phách tán. Dưới ánh trăng sáng, tôi thấy có mấy mươi con mãng xà bò đầy sân, có con trườn từ ngoài cửa sổ vào. Thuở giờ, tôi chưa từng chứng kiến cảnh mãng xà hành động tập thể như thế này. Bình thường thấy đám mãng xà trong quán đều có vẻ đầu ngu não ngốc. Nhưng hiện thời trước mặt tôi, những con đại mãng xà này trong bộ dạng rất khôn ngoan và đang bừng bừng lửa giận, thịnh nộ khó nguôi, khí thế cực kỳ hung hãn. Tôi vội hét lên, báo động khắp. Mau thức dậy chạy mau, mày mãng xà đang bò vào nhà kia kìa. Âm vang kinh hoàng của tôi gây náo động cả một vùng. Chớp mắt, mấy con rắn đã bò tràn lan xung quanh. Nhiều con trườn đến, bao vây phòng lão chủ, kính đến không còn khe nào hở. Trong quán, mấy bếp sư và hỏa đầu quân vốn giỏi việc vì họ từng ra tay giết vô số mãng xà. Do thạo nghề quen ứng phó nên họ không hãi hùng lắm. Dù có chút sợ thoáng qua, nhưng họ cùng nhau nhanh dẫu chụp khí cụ truy bắt các mãng xà để giết. Sau một trận đánh đấu dữ dội, đã có mấy người rời nhà, chạy ra sân. Mãng xà vẫn ung dung tấn công, vài con xông thẳng đến phòng lão chủ, giống như là đến tiếp viện vậy. Xem ra trọng điểm mãng xà muốn tấn công chính là phòng lão chủ. Do cửa sổ mở nên đã có mấy con tiến vào trong. Tôi dễ dàng nhận ra con mãng xà chúa từng vượt ngục, vì thân nó màu hoàng kim lại to lớn nhất trong bầy nên rất dễ phát hiện. Đồng thời tôi cũng hiểu ngay, chính nó đã hướng dẫn, điều khiển bầy rắn này đến báo thù. Kỳ quái là tôi không hề thấy bóng dáng lão chủ đâu, cũng không nghe tiếng va chạm đấu đá. Tôi gọi to, nhắc nhở mấy người còn đứng trong sân. Hãy mau lên lầu, chỗ đó an toàn hơn. Bọn họ như sực tỉnh, vội phóng lên cầu thang, ai nấy chạy bám mạng, cùng lao vào phòng như cơn lốc. Mãng xà đang bắt đầu bò lên, chúng tôi đồng tâm hiệp lực, nương vào thế cao quánh thấp, cuối cùng đẩy lui được chúng. Khi bầy rắn từ phòng lão chủ thoát lui, vẫn còn rắn chúa to lớn màu hoàng kim hiên ngang dẫn đầu. Sau đó chúng nhanh chóng biến vào rừng cây rậm rạp phía sau núi. Khi đã chắc chắn là nguy hiểm đã qua, chúng tôi mới xuống tầng dưới. Thấy hai anh đồ tể Nhan Trung Vĩ và Lý Trường Hữu vẫn chưa ra khỏi phòng. Hai người này thường ngày chuyên lo việc giết rắn, họ đã giết vô số mãng xà. Chúng tôi kinh hoàng đến há hốc miệng khi phát hiện cả hai anh gân cốt bị đứt lìa, nội tạng bị xé thủng, thất khứu lưu huyết đã chết từ hồi nào. Riêng cửa sổ phòng nhóm nữ phục vụ do đóng kín nên mãng xà không thể vào. Nhờ vậy mà bọn họ không ai bị thương, chỉ bị một mẻ sợ kinh hoàng bạc vía mà thôi. Vậy ông chủ quán Vi ở đâu? Chúng tôi thắc mắc, đồng tiến đến cửa phòng ông. Bên ngoài là một bãi hỗn độn, cũng không thấy bóng dáng ông. Chúng tôi hồi hộp ráng tiến vào trong, thấy càng loạn dữ hơn. Nơi đây in đầy vết tích mãng xà dày xéo, hơn nữa còn luôn mùi khí tanh nồng nặc. Kỳ quái là vẫn không thấy lão Vi đâu cả. Không lẽ lão bị mãng xà bắt cóc hay bị nó nuốt gọn rồi? Thật đáng sợ. Nghĩ đến đây thì đầu tôi như tê dại đi, xương sống phát lạnh, nổi óc khắp mình. Lúc này chúng tôi không hẹn mà đồng chú ý đến một cái lu to nơi góc tường. Lu này cao khoảng 1m5, nắp lu bằng gỗ có tay cầm. Như bây giờ lu đang đậy nắp ngược, nghĩa là tay cầm quay vào trong, thành lu in đầy vết rắn đu đeo quần thảo. Ác là lão Vi ở trong đó. Chúng tôi gọi nhỏ. Ông chủ ơi, mãng xà rút rồi, ông mau đi đi. Gọi hoài mà không nghe đồng tĩnh gì, chúng tôi có cảm giác không hay, bèn tới gần, run rẩy dỡ nắp lu ra. Nhìn thấy ông Vi toàn thân co rúm, mặt tái nhợt, mắt trợn, lưỡi thè, 10 ngón tay bấu chặt vào nắp lu đến chảy máu. Ông chết thảm đến chẳng nỡ nhìn. Có lẽ lão Vi vừa thấy bầy mãng xà tiến vào thì biết mình không xong. Gà trống lông vàng. Có một nông dân họ Trương bị ung thư phổi. Hai bệnh viện lớn đều tuyên bố là bất trị và dặn dò người nhà lo chuẩn bị hậu sự cho ông. Có người bà con của ông biết tôi hay nghiên cứu vật lý, liền dẫn vợ ông Trương tới nhà tôi
thỉnh cầu giúp họ. Vừa may, họ gặp Hòa Thượng Diệu Pháp ngay tại đây. Bọn họ liền khẩn cầu sư phụ từ bi cứu giúp. Hòa Thượng Diệu Pháp nói: Bệnh nhân nghiệp sát quá nặng, nhất là giết gà rất nhiều, có phải vậy không? Vợ ông Chương đáp: Dạ đúng, chồng con ưa chiên xào hầm nướng, trong làm mà có đám cưới, hỷ sự hay tang sự gì, toàn đến nhà ông làm bếp trưởng. Các người có lén giết con gà trống bự nào của nhà người ta hay không? Con gà này, bụng nó lông toàn sắc vàng, mình thì màu hồng nâu, còn đuôi màu xanh lá cây đậm. Toàn thân nó sáng lấp lánh. Khi nó ngẩng lên, tính chiều cao từ đầu đến chân cũng hơn nửa mét. Trông nó rất là hùng tráng, oai vệ. Bà Chương nghe Hòa Thượng tả, cả kinh, mặt mày thất sắc, té nhào xuống nghe một cái đùi. Bà dập đầu lia lịa, lắp bắp: Ôi trời ơi, thưa Bồ Tát, chúng con nào biết giết gà là có tội. Năm đó mất mùa, ngày nào cũng đói, có con gà trống bự của nhà láng giềng bay đến chỗ nhà của chúng con. Quả thật chúng con có lén giết nó ăn, nào ngờ Bồ Tát có mắt nhìn thấu hết trơn á trời. Đây kêu là ác hữu ác báo hả? Sau này chúng con không dám tùy tiện chiếm đoạt của người ta nữa. Mà trong năm đói kém đó, chúng con còn trộm thêm lương thực của nhà nước để ăn, còn trộm cả hoa màu nữa. Bây giờ con biết tội rồi, tất cả là đều do chồng con liều lĩnh làm. Xin hãy giảm tuổi thọ cho con đi ạ. Con nguyện chết thay cho ông ấy. Bà có vẻ rất chấn động, vừa khóc vừa kể một hồi, luôn miệng xin sám hối tội lỗi của mình, khiến người nghe xúc động không vui. Ai ngờ, người phụ nữ này lại có tính tỉnh giác cao, mới nói một chút là thông suốt. Lời lẽ của bà thật thà chất phác, mà tình cảm phu thê của họ cũng thật đáng quý. Tôi vội đỡ bà dậy, bảo bà hãy lắng nghe Hòa Thượng khai thị. Sư phụ cũng đang rất cảm động. Ngài nói giọng hơi run: Sự khóc lóc phát lộ của con vừa rồi chứng tỏ con rất chân thành và biết ăn năn. Khi trở về, phải nhớ giải thích cho chồng con hiểu, để ông ta biết lỗi mà khẩn thiết sám hối. Từ nay về sau, cả hai tuyệt đối không được sát sinh nữa. Hãy tới chùa thỉnh bộ kinh Địa Tạng. Vì chồng con sát hại gà nhiều, nên phải tụng 49 biến để hồi hướng cho chúng nó. Nên nhớ là chồng con phải siêng tụng kinh Địa Tạng. Ông ta còn tội trộm giết con gà trống bự kia nữa. Nó là vua trong loài gà đó. Và Hòa Thượng hỏi tiếp: Có phải là sau khi giết con gà trống oai hùng đó xong, chồng con liền bị bệnh nhức đầu không? Bà Chương cảm nghĩ nhớ lại, khẳng định: Dạ đúng, đúng rồi ạ. Quả là lúc đó ông phát bệnh nhức đầu ngót hai ngày, nhức bưng bưng, ăn gì cũng không chịu nổi. Hòa Thượng nói: Con gà đó sau khi bị giết, lúc nào nó cũng theo báo và đứng trên đầu chồng bà, hai móng luôn bấu vào da đầu chồng bà, có lúc còn dùng mỏ mổ vào não ông. Như vậy làm sao mà không đau đớn được chứ? Hãy lập bài vị cho con gà đó ở trong chùa. Hai con phải vì nó tụng 7 bộ kinh Địa Tạng và thỉnh chư tăng giúp làm siêu độ cho nó. Nó có thể siêu sinh thiên giới, thành là một con phượng hoàng. Bà Chương nói: Dạ thưa sư phụ, chúng con không biết chữ nhiều, tụng không được thì làm sao ạ? Tụng kinh là để cứu mạng cho chồng con. Ngoài ra, đối với con cũng có lợi ích rất lớn. Không biết chữ thì có thể tra từ điển, cũng có thể hỏi người biết chữ. Nếu không thể tụng thì có thể thỉnh tăng nhân tụng, nhưng không tốt bằng chính mình tự tụng, vì công đức này đều là của mình làm nên. Phải tuyệt đối lưu ý, trong thời kỳ siêu độ nên đoạn tuyệt tất cả thức ăn mặn, tất cả những thứ như thịt, hành, hẹ,
tỏi, rượu và thuốc hút, toàn bộ đều phải dứt hết. Bởi vì nếu dùng miệng ăn đồ mặn hôi tanh tụng kinh, thì chẳng thể có chư thiên nhân quỷ thần nào đến nghe kinh. Chúng sinh sẽ không được lợi ích, mà như vậy đối với Phật Pháp cũng không cung kính. Vậy thì làm sao có được công đức? Những con vật bị giết, nếu như không siêu được, thì bệnh chồng con rất khó lành. Nếu cả hai có thể nghiêm hành, tuân thủ giới luật, thì Phật, Bồ Tát nhất định sẽ gia hộ cho các con. Hòa thượng nhắc nhở thật thiết tha. Bà Chương lại hỏi: Dạ, chồng con hiện đang bệnh nguy, không biết có thể chết lúc nào, tụng kinh như vậy có kịp không ạ? À? Chồng con, nếu chẳng giết vô số gà như vậy, thì thọ mệnh cũng chưa tận. Sát sinh là giảm thọ mà. Bởi vì vừa rồi con phát lộ ăn năn sám hối tận đáy lòng, nên hiện giờ bệnh của chồng con cũng có cơ may chuyển biến. Hãy chí thành sám hối, trợ giúp ông nhà tiêu trừ tội chướng. Nếu bản thân chồng con biết thành tâm sám hối, chí thành tụng kinh niệm Phật, nhất định sẽ chuyển nguy thành an. Phải tranh thủ nắm bắt thời cơ còn lại. Bà Chương vào bệnh viện thì thấy chồng mình đã có thể ngồi dậy được và đang ngồi trên giường. Hỏi thăm mới biết ông mới vừa nôn ra ống nhổ hơn 2 chén rưỡi đàm mũ, hơi thở cũng đã thông. Đây là từ hồi bệnh nặng tới giờ lần đầu ông có thể nôn được đàm ra. Bà Chương vô cùng mừng rỡ, sẵn dịp đem lời hòa thượng dạy kể cho chồng nghe. Chồng bà vừa mừng vừa sợ. Hôm sau cả hai quyết định xuất viện về nhà. Họ nói với bệnh viện, dù sao thì chúng tôi cũng hết thuốc chữa rồi. Hai vợ chồng làm y theo lời hòa thượng dạy. Không bao lâu, cái ông Chương bị ung thư phổi suýt chết kia đã ra khỏi cửa tử trước sự ngạc nhiên của toàn thôn. Chưa hết, ông còn có thể chạy xe đạp. Việc này là đầu đề cho toàn thôn vây quanh hỏi thăm. Sau đó, một cơn mưa lớn trút xuống làm dột nhà ông. Ông liền trèo lên mái nhà tu bổ chỗ rò rỉ, khiến dân làng kinh ngạc, suýt xoa mãi không thôi. 12 giờ trưa, cả nhà đi nghỉ. Ông cụ Tuần vào phòng anh Gia nghỉ, em cũng ôm gói vào theo xin ngủ ké để hóng chuyện. Ông Phương Vọng Quân thì phóng xe về vì nhà cũng gần nhà em. Anh Giang hỏi, sao cháu không thấy các anh nhà cụ đâu ạ? À? Nhà có hai ông bà vắng quá. Những lời anh Giang vừa hỏi như chạm vào nỗi đau của ông Tuần. Ông cũng có một thằng con trai, nếu nó còn sống, bây giờ thì nó bằng tuổi mày. Sao anh lại mất hả ông? Chuyện nó dài lắm cháu ạ. À. Từ thời bố ông cũng làm thầy cúng. Bố ông là thầy giỏi cả bùa và phép. Cháu thấy ai cầm một nắm đũa rồi ném ra sân, đứng bắt quyết, thì nắm đũa đấy tự dưng đứng lên và xếp thành hàng chưa? Ngày đó bố ông làm được đấy. Ông tiếp tục kể về cuộc đời của ông. Sau này sinh ra, ông ước mơ là thành một chàng kỹ sư sửa chữa ô tô, nhưng mãi mà ông vẫn không thực hiện được vì cái nghiệp ông mang là phải làm thầy. Cái nghề này ông không thích và không hề muốn làm. Ngày ông sinh ra, bố ông lên một quẻ bói bấm theo ngày sinh. Ông buồn bã lắc đầu, đó là số con phải làm thầy thì mới mong thọ. Nhưng ông thọ thì nhà ông có khi lại tuyệt tự. Ngày ấy vẫn biết bố mình nói đúng, nhưng ông cố cãi và không làm theo. Ông nói, còn có biết cái cảnh mà khi người ngủ thì người ta lù đánh mình, chống trả cả đêm. Ngày mai thấy người mệt mỏi, rồi tự nhiên đang nằm, cái giường dựng đứng lên. Họ kéo hai chân mình theo kiểu chồng chuối, lê la khắp nhà, sợ vãi mật ra, la khản cả cổ, nhưng chẳng ai giúp mình. Rồi tự nhiên nhìn thấy người ta treo cổ trước mặt mình. Ông đứng đó la hét, những người xung quanh nhìn ông như một thằng thần kinh. Như vậy làm sao mà đi học được? Khi các bạn nhìn mình với ánh mắt là thằng tâm thần. Thế là ông bỏ học,
ở nhà xách tay nải cho bố ông đi cúng. Lúc đó ông mới học thôi, nhưng từ khi đi cùng với bố, ông không bị hành nữa. Khi bố cúng, ông ngồi sau phụ lễ, rồi những trang sách cúng ngắm vào người ông lúc nào ông cũng không biết. Có hôm, bố ông quên, ông còn nhắc được nữa. Rồi bố dạy ông vẽ bùa xem tướng số. Hai bố con cứ như thế, cho đến khi bố ông qua đời. Ông vẫn đi cúng, nhưng có một mình thôi. Khi bố ông mất, ông cụ dặn hãy đánh tan hồn phách hoặc yểm ông để sau này không có ai phải theo cái nghiệp đó. Nhưng cháu thấy có ai nỡ làm thế với bố mình đâu. Ông không làm được. Rồi trong một lần, ông đi cúng cho một gia đình, con gái của họ bị vong hai mẹ con chết vì tai nạn giao thông ám. Người phụ nữ đó chết, trên tay còn giữ chặt đứa con 6 tháng tuổi. Họ đi về nhà ngoại, lái xe ngủ gật, xe tông vào xe tải đi ngược đường. Hai mẹ con cùng mấy người ngồi trước chết tươi. Do chết mà không cam tâm, vẫn còn quá nhiều điều hối tiếc. Oan khí tích tụ lâu ngày, họ thành quỷ. Cô gái này đi học xa nhà. Đêm hôm đó, bố cô ốm nặng, cô vội về trong đêm, qua đoạn đường đó bị bà này nhập vào. Nhà cô có nhờ rất nhiều thầy về, nhưng không ai làm được. Sau đó mới mời ông. Ông đến thì thấy cô gái thật tội nghiệp, hai mắt thâm quầng, người ngợm xanh xao. Nhìn cô trông rất dữ tợn, ai cũng không được đụng vào cô. Nhìn thấy ông, cô cười thấy lạnh người. Và cô nói, thằng kia, mày tới đây làm gì? Mày định bắt tao à? Ông không nói gì, ra hiệu cho người nhà trói cô lại. Nhưng cô khỏe lắm, không ai giữ nổi cô. Mặc dù 3-4 thằng thanh niên tuổi đấy còn có thể giữ được cả con bò đực. Ông mặc áo vào định cúng, thì cô đấy lao đến phá hết toàn bộ. Bắt buộc ông phải trói bằng sợi chỉ ngũ sắc. Loại này ông không bao giờ phải dùng tới, vì nó chỉ dùng cho bọn quỷ cốt. Khi ông trói nó lại thì nó nhìn ông cái mặt căm thù lắm, miệng không thôi gầm gừ. Khi ông hỏi nó ở đâu thì nó không nói, cứ cười ha hả. Ông lấy cành dâu quất nó thì nó trợn mắt lên lườm ông. Khi ông lấy cành dâu tẩm máu chó mực đánh nó thì nó bắt đầu sợ, van nài khóc lóc. Nó kể sự tình nó bị như thế. Khi ông hỏi đứa con đâu thì nó chỉ góc nhà. Ông quay qua nhìn thấy đứa bé tầm 4-5 tuổi ngồi xó nhà, quần áo thì rách nát. Ông hỏi, sao nhà có người thợ cúng mà không về ở, lại đi phá phách lung tung như vậy? Cô gái nói, chết đường nhưng mà nhà không có người dẫn về cho nên tôi không về được. Ông nói, thế nhà ở đâu, có muốn về nhà không? Sao lại nhập vào con nhà người ta mà hành tội họ thế? Họ có tội gì đâu? Cô gái trả lời, tôi đưa nó xuống thế chỗ để hai mẹ con tôi được đầu thai. Ông nói, không được, nhà người ta có mỗi đứa con, thế còn người chết, người xót thế nào thì người ta xót thế đấy, sao người nỡ làm thế? Cô gái im lặng và nói, không biết, không biết. Bây giờ ta lập đàn cầu siêu cho nhà ngươi, cho ngươi vào trong chùa nghe kinh kệ sớm mà siêu thoát. Không đi, tôi không đi, cô gái nói. Thế người muốn gì? Tôi muốn nó phải chết. Nói rồi cô cười mang rợ. Ông lúc đó còn trẻ người non dạ, thanh niên hiếu thắng. Nếu như bây giờ ông sẽ lập đàn siêu độ hay đưa cô về nơi cửa chùa mà tu tâm. Nhưng không, ông nóng giận đánh tan hồn phách con quỷ đó trước sự chứng kiến của đứa con của nó. Vì thấy nó bé nên ông bỏ qua. Thấy mẹ bị đánh tan hồn phách, nó sợ hãi bỏ chạy mất. Ông thấy thế tha cho nó. Nhưng nó chính là mối họa của gia đình nhà ông sau này. Khi trục được con quỷ đó thì cô gái cũng dần tỉnh lại. Nhà cô mừng lắm, cảm ơn ông hết lời. Ngày ấy tiền có giá lắm, mà họ còn biếu ông gần cả chỉ vàng, nhưng ông không lấy. Ông xuyên đi lại hỏi thăm cô gái xem cô khỏe chưa. Dần thì hai người có tình cảm với nhau. Ngày xưa thầy cúng là một cái gì đó họ nghe thì họ kỳ thị lắm và muốn tránh xa, chứ không như bây giờ. Ông và cô phải vượt qua bao nhiêu lời dèm pha mới đến được với nhau. Lúc đầu thì bố mẹ cô không đồng ý, sau thấy con gái dứt khoát quá thì họ cũng xui. Ông với cô về làm vợ chồng, 2 năm sau thì sinh được thằng con. Bố ông gieo quẻ,
và nói thằng này cẩn thận đường xe cộ, không chết bất đắc kỳ tử. Nhà ông lo lắng lắm, nhưng rồi nhà ai cũng cẩn thận, đặc biệt ông nội không rời thằng cu nửa bước. Đến năm nó 9 tuổi thì ông nội mất. Nó hay tha thẩn chơi một mình ở góc ghế cách nhà một đoạn ngắn. Trẻ con ở quê chơi xung quanh sớm là chuyện thường. Vợ ông thì bận đồng án. Khi ông về hỏi con chơi với ai thì nó nói nó chơi với một anh, anh ấy lớn hơn nó một cái đầu. Ông cũng không nghĩ xa được mà chỉ nghĩ chắc chơi với mấy thằng cu trong xóm. Cho đến một hôm, ông ở nhà thấy nó đứng ngõ nói chuyện một mình, liền chạy ra hỏi nó. Con nói chuyện với ai thế? Con nói chuyện với anh mà con hay chơi đấy ạ. Con nói anh vào nhà chơi mà anh nói không vào được. Bố chạy ra, anh vội chạy đi mất rồi. Ông hoảng quá, xách thằng con đi thẳng vào nhà, hỏi kỹ nó. Thì nó nói anh ấy hay ở ngoài gốc khế, lúc nào con ra đó chơi, anh cũng ở đó đợi con. Anh rủ con ra đường chơi, nhưng con sợ mẹ mắng, con không dám đi. Lúc nãy anh rủ con đi ra ngoài kia xem xe bố ạ. Ông liền vội chạy ra gốc khế. Thằng con hay chơi thì không thấy cái phòng ở đấy nữa. Từ đấy trở đi, ông cấm nó ra ngoài mà không có ai đi kèm. Nhưng do cái số nó tận cháu ạ. Ông lần đó đi cúng cho một người ở xa, nó ở nhà với mẹ nó. Hôm đó không biết sao, con lợn nó sổng chuồng, mẹ nó vội chạy đi lùa, nó thấy thế chạy theo. Khi lùa được con lợn về nhà thì thằng con cũng không thấy đâu nữa. Mẹ nó hoảng lên đi tìm, hàng xóm họ cùng tìm, ra tới đường chính của thôn thì thấy mọi người đang bu đông vào một chỗ. Như có linh tính, mẹ nó lao đến thì thằng con bà đã bị xe cán qua người. Lái xe họ bỏ chạy cùng xe luôn, còn ông nằm đó. Kể đến đây, nước mắt ông rơi xuống hai gò má nhăn nheo, nay đã đồi mồi. Ông đi cúng cách nhà nửa ngày đi xe đạp, tối đó đang ngồi sắp lễ, ông giật mình nghe tiếng nói. Bố ơi, anh xô con ngã vào xe bố ạ. À. Kèm theo tiếng khóc nức nghẹn oan ức, ông giật mình, mồ hôi vã ra, ruột gan thì bồn chồn. Vội nói với chủ nhà, rồi ông phóng xe về. Đi được một đoạn thì gặp người làng ông đang lao đi để báo tin cho ông biết. Khi nghe tin trời đất như sụp xuống, ông biết là cái vong kia làm. Ông giận nó, ông hận nó thấu xương tủy. Đêm đó ông về đến nhà, thằng con ông nằm đó, nhưng cái xác chẳng còn được nguyên vẹn. Ông về nhìn mặt nó lần cuối, không có lời nào tả được cái nỗi đau mà ông đang hứng chịu. Ông vuốt mắt cho nó, vợ ông thì ngất lên ngất xuống, không còn ra người nữa. Người ta đưa nó đi ngay tờ mờ sáng hôm sau. Người khiêng quan tài nó đi cho nhanh, đám mà đứa bé không kèn không trống, lác đác một vài người đi đưa cùng. Trong lòng ông mang một mối hận, tối đó ông hận mình, không bảo vệ được con, hận cái nghiệp mà mình phải mang, như cái dây buộc vào người, gỡ mãi không ra. Sau đêm đưa thằng con ông ra đồng, mỗi lần chợp mắt ông lại thấy nó đứng khóc mồm miếu máu. Bố ơi, anh xô con vào xe, con đau lắm bố. Ông nằm đó uất nghẹn, nước mắt không trào ra được. Đêm đó ông đã gốc khế nơi thằng con ông kể. Ông đứng đó được một lúc thì cái vòng xuất hiện. Nó đứng đó nhìn ông không một chút sợ hãi. Ông hỏi nó, mày là thằng xô con tao phải không? Đúng là tôi làm. Sao mày lại làm thế? Ông có nhớ hơn 10 năm về trước, ông đi cúng cho một nhà đánh tan hồn phách của một người mẹ không? Nhớ, vậy mày chính là thằng nhóc bỏ chạy hôm đó sao? Đúng là tôi. Thế sao mày giết con tao? Để ông cảm thấy được mất người thân là như thế nào? Vậy bây giờ mày làm được rồi, nó chết rồi đó, tao mất nó rồi. Mày trả thù được rồi, mày thấy thế nào, có vui không? Không, tôi vẫn thấy nặng nề như trước giờ, ông muốn làm gì tôi cũng được. Tao làm gì mày, để làm gì? Còn tao chết rồi, nỗi đau vẫn còn. Giờ tao đánh tan hồn phách mày, thì tao cũng không thay đổi được gì hết. Nó đứng đó không nói một câu, nhưng mặt nó tỏ vẻ đau khổ lắm. Ông nói, nó đến lúc chết vẫn gọi mày là anh,
nó xem mày là anh của nó. Hồng ông lại nghẹn đắng. Ông nói thế rồi đi vào. Cả tuần liền ông không ăn, không ngủ, miệng ông đắng ngắt, ai nhìn ông cũng thấy ông già đi chục tuổi. Đêm đó ông thiếp đi, thấy con ông về, đi sau là một thằng lớn hơn. Còn ông nói, bố ơi đừng buồn, bố đừng lo cho con, còn có anh ở dưới này lo cho con rồi, không ai dám bắt nạt con hết. Nói rồi nó đẩy thằng lớn trước mặt ông nhìn nó nhìn ông không nói gì. Nỗi đau của ông cũng được xoa dịu đi một phần. Em nghe ông kể chuyện, giả vờ nhắm mắt ngủ để cho hai người đàn ông lặng lẽ giấu đi giọt nước mắt của mình. Anh Giang hỏi, ông không có con, nhưng bây giờ ông sẽ có cháu, cháu sẽ là cháu của ông. Ông Tuần nói, ừ, gặp mày ông cũng thấy vui và rất gần gũi. Thôi, nghỉ đi, tí tối còn làm nữa cháu ạ. Trùng tang ngày 16 tháng 10, đi viện xin vong về nhập mộ. 7 giờ tối, nhà em bắt đầu soạn lễ, thì 9 giờ tối, cụ Tuần lên hương. Cụ khấn thỉnh các thánh, sau đó xin keo để bố em lên khi khẩu nói chuyện. Nhưng mãi không thấy bố lên, em thì ngồi đằng sau cụ Tuần quỳ gối xuống, khấn. Hai tay chắp lại, mắt nhắm, mồm thì thầm khấn bố. Lúc đó em thấy bố sao lại đứng nấp sau cây cột điện đằng trước nhà nhỉ? Em hỏi, ông ơi, bố cháu về rồi, cháu thấy bố đứng sau cây cột điện ngoài đường kìa. Cụ Tuần nói, trời, sao chưa thỉnh mà lên được? Chả trách các quan dưới đó triệu người mà không thấy. May quá, nếu không sai bộ mặt ngựa đi tìm thì mệt người. Cụ Tuần nói, cháu nói bố cháu vào đi. Em há hốc mồm, nói bằng cách nào ông? Thế lúc nãy cháu nhìn thấy ông bằng cách nào? Cháu nhắm mắt khấn thì thấy. Thế bây giờ cháu làm như thế đi. Em quay lại nói với anh Giang, anh lấy điện thoại bật ghi âm lên nha. Anh Giang ừ, tham vừa thôi, cả nhà có mình mày được gặp bố, nhìn cho đã, nay lại còn đòi nghe giọng nữa. Nói xong anh Giang lườm em một cái. Em kệ, tham được gì thì cứ tham. Em nhắm mắt lại, tập trung, chắp tay khấn, thấy bố em liền hỏi, sao bố không vào nhà lại đứng lấp ló ở ngoài thế, có bao giờ thấy bố như thế đâu? Bố nói, bố tranh thủ lính họ sơ ý trốn lên đây mà, nên đứng đây ngó xe Tuần có về kiểm tra không thì mới vào. Em liền nói, ông Tuần đang triệu bố lên, nhưng xin kêu không được, ông nói các quan dưới đó đang tìm bố, bố vào nhà nói chuyện với ông luôn nhé. Bố ừ. Nói thế xong em thấy mình đứng ở một góc sân, bố nhập vào em được. Ông Tuần khai khẩu bố, bắt đầu nói chuyện. Ông Tuần, chào ông, ở dưới đó thế nào rồi ông? Bố, chào cụ, anh chào em, nhìn mẹ em cười. Bố chào các con, cảm ơn cụ đã lễ trả nợ Hà Bá. Cụ lễ xong thì ở dưới đó họ cũng không ép tôi nhiều, cũng đỡ đánh đập. Và canh chừng cũng có tí dễ thở hơn trước, nên tôi mới trốn lên đây được. Cụ Tuần hỏi tiếp, sao ông lại trốn lên làm gì, có việc gì sao? Bố nói, ừ, cũng có tí việc, với lại nhớ chúng nó quá, nên ngó chúng nó xem thế nào ông à. Ông Tuần, thế dưới đó họ có làm khó gì ông không? Ông cần cái gì nào? Bố nói, làm khó gì được tôi, đánh đập không khai thì thôi, chứ làm gì được. Cùng lắm lại chết lần nữa, chết một lần rồi thêm lần nữa cũng có sao đâu. Bố cười, ông Tuần hỏi, ông nhập mộ được chưa? Bố nói, sao ông biết? À, mà tôi quên, ông làm thầy mà. Chưa, tôi chưa nhập được ông ạ. À. Tôi mất tại bệnh viện khi đang ôm con Dung ngủ, thấy mấy thằng đầu trâu mặt ngựa tới đưa đi, biết mình thế là xong, mà con bé nó đang ngủ ngon, chả nỡ đánh thức. Đã thế, mấy thằng bệnh viện lại kích tim với cắm ống oxy chứ, gọi xe đưa tôi về nhà, mà lúc đó tôi đi mẹ nó rồi, còn đâu. Sau này mấy ông cúng thì cứ nghĩ là tôi chết ở nhà, đâu có làm thủ tục xin tôi về đâu. Nên lúc thì ở nhà, không thì ở dưới đó, quan phủ nó tra nó hỏi, thành ra chưa về được mộ. Bố nói xong, cả nhà em giật mình, anh Giang lại vội vàng nói, sao hôm trước
bố không nói cho em Dung với cả nhà biết luôn. Việc đó là việc nhỏ, việc các con bình an là việc lớn. Bố nói ra thì chúng mày lại cuốn lên, giải quyết từ từ thôi. Ông Tuần hỏi, ông hay từ từ thế hả? Rồi ông tủm tỉm cười. Bố nói, dặn em Dung bớt cho bố nhiều tiền nhé. Cúng tiền ấy, chứ vàng mã đổi ra được ít lắm. Gửi nhiều xuống thì các quan toàn bớt, tới tay mình chẳng còn bao nhiêu đâu. Khi cúng, để cho bố ít tiền lẻ, tiền to xuống đó khó đổi lắm, nhớ nha. Anh Giang phân, bố có dặn gì nữa không bố? Bố nói, không, như thế là tạm yên rồi. Con lên bệnh viện xin thổ công cho bố về, chứ ông ấy nhập mình vào hộ khẩu nhà ông ấy thì nó khó. Ở trên đấy phát chán, sống ở đấy nhiều rồi chết chả muốn ở nữa. Ông Tuần nói, sao ông không dọa cho mấy người ở trên đấy sợ chơi? Bố nói, ngày trước tôi nằm phòng VIP, có cái thằng nghiện nó nằm cái giường tôi nằm, tôi cũng dọa nó một phát. Ngày mai nó nói với bạn của nó là hôm qua nó phê thuốc, nó thấy cái giường nằm thẳng đứng. Nói xong nó tỉnh bơ, té ra nó không có sợ gì tôi hết. Nói xong bố cười ha hả. Anh em nghe bố nói chuyện rồi cười thoải mái như vậy cũng yên tâm. Anh hỏi, giờ ở dưới bố thế nào? Cũng dễ thở hơn con ạ, trả được cái nợ Hà Bá, họ cũng đỡ đánh đập bố. Lúc trước họ đánh ép cùng, bắt hai ra người thân, tưởng muốn chết đi thêm lần nữa. Chỗ bố có ba người thì hai người kia bắt được người rồi, có mỗi mình bố. Cái thằng lính đánh bố, nó nói, ông cứ khai ra cho nó xong, không tôi đánh ông mãi, không được thì quan nó đánh tôi. Đời thằng tốt nó khổ thế đấy ông à. Khai ra thì sướng cái thân mình, nhưng mà khổ bao nhiêu người còn lại. Nghĩ thế nên thôi, đời có ai thoát được sinh lão bệnh tử đâu, trên này hay dưới đấy cũng như nhau. Nói thế rồi thấy bố thở dài. Ông Tuần hỏi tiếp, công việc ông như thế là tạm xong rồi, tôi với thằng Giang lên bệnh viện xin cho ông về. Ngày mai tôi cũng giải cái hạn trùng cho ông là xong, như thế là yên nhé. Bố nói, vâng, trăm sự tôi nhờ ông lo cho các cháu nó ở trên này bình an, tôi ở dưới đó cũng yên tâm phần nào. Sau này, ông về ít thôi, ở dưới đấy mà học hành tu tập để sớm đi đầu thai. Về ít hay nhiều thì tôi không biết được, tôi không đi đầu thai được, tôi còn phải đợi bả xuống. Bỏ bả đi một lần rồi, không nỡ đi lần nữa. Nói xong bố quay sang anh Giang. Còn nói còn Dung, gọi bố ít thôi nhé. Nghe thấy nó gọi cứ giật mình, tưởng nó bị sao không à. Anh Giang vâng. Trách nhiệm của con sau này nặng nề lắm đấy, cố lên con ạ. Bố tự hào vì có mày. Nói với em Dung, khi nào bình yên, bố được tha, thì bố về đưa em đi chơi, theo ý nó muốn. Anh Giang vâng, sao bố không cho cả nhà gặp, mà cho mỗi mình em Dung gặp bố thế? Giang nói như có vẻ giận. Bố với con Dung hợp vía, với lại mày thì không nhìn được. Con Hương với thằng Định mà gặp bấy nhiêu chuyện, chắc bây giờ chúng nó sợ còn chưa tỉnh. Mẹ mày thì sợ. Nó thế mà nó lì, nó bình tĩnh được, không về với nó thì về với ai? Anh Giang im lặng không nói gì nữa. Ông Tuần nói, chúc tôi với cháu đi lên viện luôn, giờ ông đi trước đi nhé. Bố vâng. Mà bây giờ tôi đi đây, không chút nữa đến giờ mở cửa phủ, điểm danh không thấy lại lôi thôi. Ông Tuần vâng, ông đi nhé. Bố chào các con nha. Nói xong ông xuất ra em thấy người mỏi lắm, hai cái vai nặng như đá đeo. Ông Tuần nói đi nhanh lên viện, còn Dung mang theo cái áo của bố nhé, để mình lên đấy xin luôn trong tối nay. Anh Giang lấy điện thoại gọi cho ông trưởng khoa bệnh viện, nói sơ qua về tình hình, thì ông trưởng khoa nói làm cái lễ thật nhỏ thôi, bằng cái mâm ấy không cho bài nhiều, vì sợ viện mang tiếng mê tín dị đoan. Xong đâu đấy, anh em lái xe đưa ông lên viện, đi cùng với em, mâm lễ được bày trong cái phòng bố. Nằm ngày trước, mấy người trong viện ai cũng biết bố hết, thế nên công việc cũng diễn ra suôn sẻ. Em hỏi, ông Tuần ơi, cháu muốn nhìn thấy ông thổ địa được không? Em nói khẽ vào tai ông. Ông Tuần cười, mày tò mò quá, mày thích làm cô đồng không?
Không không, người thường cho chắc ăn. Thế mày nhìn làm gì? Thì con xem có phải giống cái ông mà họ hay thờ không, cái ông bụng to ấy. Ông Tuần cười ha hả, mày đúng là. Ngồi xuống, nhắm mắt lại. Ông bắt quyết, vẽ bùa bằng tay lên trán em. Em quỳ đó chấp hai tay khấn, mắt nhắm lại, bắt đầu tập trung. Phòng lúc đó các bệnh nhân ra ngoài hết, tắt điện và chỉ thắp nến. Ông Tuấn lầm rầm khấn vái, xin kêu, xong em tập trung nhìn, thấy mãi mà không có ai hết. Ông xin ba lần, thì thấy một chú lính đi lên, nói gì đó em không nghe rõ. Em quay sang nói với ông, ông ơi, không thấy ai, chỉ thấy chú lính thôi, mà chú nói gì đó chắc không hiểu được. Ông địa đi vắng rồi, đi hợp cái gì đó, thằng lính hầu nó nói hai canh giờ nữa mới về được. Em liền nói, hai canh thì tính thế nào? Ông thì cứ tầm hơn hai giờ nữa, bình tĩnh lại cho chắc. Em và ông nói thế, xong đi ra gặp anh Giang, đang đứng ngoài, cái mặt sốt ruột, cứ nhăn lại. Em nói ông thổ địa đi họp rồi, hai giờ nữa mới xin được. Anh quay lại, nói với chú bị bệnh. Các chú thông cảm, hai giờ nữa thầy mới cúng được. Các chú đi nghỉ giúp cháu, chút nữa cháu lại làm phiền các chú vậy. Các chú bệnh nhân nói không sao đâu, chút nữa làm thì gọi các chú ra. Anh Giang vâng, rồi anh đi ra ngoài cổng viện, mượn cái phích với ấm nước chè vào pha uống cùng các chú. Ai nhìn thấy anh em, nhà em cũng nhận ra con ông Nghĩa. Em ngồi bên ông Tuần nói khẽ. Ông, sao chú lính nói ông nghe được, sao cháu nghe không hiểu? Mày tưởng ai cũng nghe được à? Bố mày nói mày mới hiểu thôi, còn các quan hay lính nói sao mày hiểu? Muốn hiểu thì làm cô đồng đi hầu đi rồi hiểu. Thôi, cháu chỉ thích ăn lọc thôi, hầu cháu không biết làm. Ông cho cháu hiểu giống như hiểu ông quan hôm nọ trên sông ấy. Ông nói thôi. Cháu xin ông đấy một lần thôi. Vừa nói, em vừa ôm tay ông lắc qua lắc lại. Ông cười, mày lắm chuyện thế. Đợt sau có lễ to ở dưới cái chùa gần nhà mày. Mày đi hầu lễ ông thì ông cho mày nghe. Em nói, hầu lễ là thế nào hả ông? Thì mẹ xách nải cho ông, phát lộc cho ông, thế đấy. Thế thì được. Nhưng cháu không theo ông đâu nha, ông hứa đi cho chắc ăn. Mày lắm chuyện, cái gì cũng chắc ăn, chắc cho lắm rồi ốp có ngày. Em cười và nói, kệ, lúc nào ốp thì tính. Khoảng tầm hơn 12 giờ đêm thì ông vào cúng. Trước khi cúng, em kéo tay ông nhắc. Ông quên à, uống. Ý em là uống cái bùa hôm trước để hiểu được ông quan nói gì. Ông nói, lần này không phải uống mà làm thế này. Ông dính cái bùa trên trán em, rồi lấy cái mũ đội lên cho cái bùa khỏi bay. Nghe thôi đấy, không được nói gì nhé. Dạ vâng. Nói xong, các chú bệnh nhân ra ngoài. Anh Giang cũng đứng ngoài. Em với ông Tuần trong phòng tắt điện, thắp nến lên cúng. Ông khấn được một lúc, rồi xin kêu. Lúc này tập trung, em thấy có một chú lính ra nói là thổ thần về rồi. Ông Tuần cần gặp, nên thổ thần đi lên. Em thấy ông mặc áo quan, đội mũ, cánh chuồng, nhưng bụng ông đâu có phệ như người ta vẫn đắp tượng đâu. Ông Tuần, chào ngài, tôi tới để xin ngài cho vong Nghĩa, Văn Nguyễn được về nhà và để làm lễ nhập mộ. Ông thổ thần nói, ông ấy đi ngày nào, lúc mấy giờ? Ông Tuần liền đọc ngày giờ ở trên viện họ trả về. Ông quan tra sổ nói, hôm đó viện có 5 người mất, bao gồm 3 khoa. Người ông cần tìm nằm khoa phổi phải không? Ông Tuần nói, đúng rồi, tôi muốn xin người này về để làm lễ nhập mộ cho ông ấy và để cho ông ấy ở nhà, chứ hồn một nơi, xác một nơi thì khổ lắm. Thổ thần nói, ở đây nhiều lắm ông à, đa số chết trên viện rồi mới đưa về, nhưng người nhà không hiểu thủ tục, dẫn đến ở nhà thì thờ, mà các ông bà lại cứ vất vưởng ở đây, tôi quản lý cũng khó khăn lắm. Ông Tuần liền nói, vâng, nay tôi cũng là người hiểu chút chuyện, nên tôi mới phiền ngài cho tôi xin lại ông ấy. Gia chủ có lòng lễ tạ, xin ngài nhận cho. Thổ thần nói, được rồi, thả họ tôi cũng nhẹ được một phần. Đây, tôi gạch tên ông ấy khỏi sổ. Ông làm lễ cho ông ấy về nhà nhé. Ông Tuần nói, vâng, tôi thay mặt gia chủ cảm ơn ngài. Không có việc gì, chuyện nên làm mà.
Ông Tuần hỏi thêm, ngài cai quản vùng này thế nào ạ? Thổ thần đáp, chẳng giấu gì ông, công việc dạo này vất vả lắm. Người nghèo chết oan thì nhiều, rồi tụ tập nhau kết bè kết đảng, đi trêu ghẹo người ta, cướp giật để có cái ăn. Công việc của tôi có phần nhiều hơn trước, trách nhiệm thì nặng nề. Mà ông thấy đấy, thổ thần thì quyền hạn lại có hạn. Thời buổi này tôi trấn giữ cho đất yên được là tốt lắm rồi. Nói xong ông thở dài. Ông Tuấn nói, vâng, thời buổi này như chạy loạn vậy. Thôi tôi xin phép ngài, tôi gọi vong về. Nói thế xong, ông Tuấn lấy cái áo của bố em từng mặc, hô to. Vong hồn của Nghĩa và Nguyễn mau vương vào cái áo này, theo gia đình về nhà. Nói xong, ông vẽ bùa bằng tay lên cái áo cho ông chào thổ thần. Ông cúi xuống xin keo xem bố có đồng ý về không, thì xin ba keo đều được hết. Xong, ông đưa áo cho em cầm và ra ngoài. Anh em chạy tới hỏi xong chưa, ông và em gật đầu. Anh lấy phong bì nhét vào đó 500 ngàn, cảm ơn trưởng khoa. Sau đó anh ra xe, mang mấy túi trái cây mà lúc đi đường anh mua, mang vào văn phòng khoa, nhờ mấy chị y tá chia cho các phòng làm lọc, rồi ba ông cháu lên xe về ngay trong đêm. Trùng tang kết, một ngày dưới âm. Chiếc xe ô tô đi về trong đêm, về đến nhà thì gần 3 giờ sáng, ông cháu vào nhà nghỉ ngơi. Ông Tuấn nói đem cái áo vào phòng thờ của bố, để trên cái ghế nhé. Nói rồi ông vào phòng anh Giang, mở tay nải, lấy một cuốn sách đã cũ. Những trang sách ú vàng dường như đã có từ rất lâu. Em tò mò nên hỏi ông. Sách sao mà cũ thế ông, để cháu mua tặng ông sách mới nha. Ông nói sách mới giờ không chuẩn lắm, nhiều người biên soạn mỗi người một ý. Đây là cuốn sách ngày xưa bố ông được một người Tàu tặng đấy. Ông dùng đến bây giờ cho đến lúc này thì chưa sai tí nào. Nói xong ông nhìn em tủm tỉm cười. Em gật gù ra điều hiểu chuyện lắm, làm cho ông cười phá lên, rồi đuổi em về phòng. Em nói cho em ngủ lại đây chơi với ông, khi nào ông về thì em về phòng em, không ông lại buồn. Ông nói, mày yên tâm, ông ít buồn lắm. Thế mày có chuyện gì muốn hỏi sao? Dạ không, cháu chưa nghĩ ra. Mà đi hầu lễ ông, cháu có thành được cô đồng không ông? Mày muốn làm không? Ông hỏi. Không, cháu nhìn thấy người âm không sợ, nhưng không muốn ông ạ. Cháu chỉ muốn xem người dưới đó họ sống thế nào thôi. Ông kể cháu nghe đi, một tí thôi cũng được. Mồm nói tay em ôm gối lên giường nằm bên cạnh ông. Anh Giang thấy thế cũng hóng lắm. Nói mày ngủ trên giường thế ông nằm thế nào, để anh ngủ bên còn đấm lưng cho ông nữa. Em liền nói, yên tâm, nằm tí ông kể hết chuyện, em nhường anh cả cái giường với ông luôn. Ông chỉ cười nói với em, không phải bố sắp cho cháu xuống dưới đó à? Cứ đi đi, cái nào nhìn thấy không hiểu thì chạy lên mà hỏi ông. Em ngao ngán, thế thì thôi đành chờ vậy. Thế hôm nào cúng cho bố cháu ông? Trưa mai nhé, 12 giờ trưa mai. Chuyện khác lo xong rồi, nên giờ cúng nhanh thôi. Ông vừa nói vừa cất sách rồi nằm xuống giường đi ngủ. Em thấy thế cũng ôm gối nằm xuống cái nệm dưới đất ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau em thức dậy là 8 giờ rồi. Anh Giang và ông đi lo lễ chưa về. Tầm 10 giờ thì ông và anh về. Đồ lễ lỉnh kỉnh, em cũng không tò mò lắm, vì lễ bao nhiêu lần đồ cúng chính vẫn thế. Cả nhà ăn cơm xong 12 giờ vào đi lễ. Ông ngồi đó với cái áo thụng và cái mũ tai chuồng, lầm rầm khấn bái bắt quyết, xin keo tất cả đều được hết. Sau đó ông nói anh định đi đốt vàng hương, còn anh Giang và em đem cái áo của bố hôm qua mang từ bệnh viện về để làm lễ nhập mộ. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, trừ lúc đi về em thấy có một người đàn ông đứng trên ngôi mộ, cứ nhìn anh Giang hầm hầm, chỉ vào mặt anh Giang rồi nói, rồi mày không xong với tao đâu. Cái mặt lộ vẻ đe dọa. Em quay lại nói, ông ơi, ai dọa anh Giang đấy? Ông đó kìa. Vừa nói em vừa chỉ về hướng cái mộ mà người đàn ông đó đứng. Ông ngạc nhiên, đâu, cháu nhìn thấy nó ở đâu? Em liền chạy một mạch đến cái mộ đấy, cách mộ bố em một đoạn, nhưng cái mộ này nằm sát bụi cây to. Em chỉ và nói, cháu vừa nhìn thấy một người đàn ông đứng trên mộ, chỉ anh Giang dọa mà ông. Ông nhìn anh Giang,
không hiểu anh Giang đắc tội với ai. Ông nói, Giang, từ lúc tới giờ có làm cái gì mổ đó không? Dạ không, cháu có làm gì đâu. Không làm gì mà để người ta dọa do à? Làm gì nghĩ cho kỹ để còn xin lỗi người ta, không sau này lại mệt đấy. Người âm người ta khó tính và hay chấp lắm. Cháu không làm gì cả mà ông. Lúc nãy cháu có đi tè vào bụi cây chỗ đấy thôi. Ông liền thông thả đi đến, vạch cái bụi cây ra. Thì trời ạ, à, cái chân mộ người ta nằm sát cái bụi cây đó. Ông quay lại nói với anh Giang. Thế tao đái vào chân mày thì mày có bực không? Mà ông này cũng gớm thật. Nói thế rồi ông đưa cho anh Giang nắm hương tới thắp xin lỗi ông đó, rồi mấy ông cháu đi về. Em thấy lạ mới hỏi. Cái ông đấy thật là ghê gớm. Mình có thế chứ bọn chăn bò, nó đánh trận giả, nó còn chạy cả trên mộ, rồi còn cướp trái cây của các ông ăn với nhau, cũng có sao đâu ông nhỉ? Ông nói cũng không nói được thế đâu, trẻ con thường người ta không chấp. Nhưng chấp là mệt nhiều đấy cháu ạ. À. Có người họ còn về tận nhà mắng chửi ôm lên, rồi làm cho mình méo mồm méo miệng nữa đấy nha. Có người họ ích kỷ, mà hợp phong thì họ hành cho thì có mà biết cảnh. Em nghe thế cũng chẳng hỏi làm gì nhiều. Mấy ông giáo đi về. Về đến nhà thì ông nói anh Giang, việc nhà em xong rồi, chiều nay đưa ông về nhà. Có người đang đợi ông. Quay lại nhìn em, ông nói luôn. Hôm lễ chùa, nhớ đi hầu ông đấy nhé. Mày nhớ chưa? Em gật gù, dạ con nhớ rồi. Ông nói khẽ với bố mày xong rồi đấy. Chiều nay là ông được thả nhé, không bị giam nữa. Chắc tối nay bố mày về. Giờ ông về đây. Nhưng mà mày có thích đi xem ông cúng không? Nói thằng Giang, trưa mai hai đứa lên nhà ông. Ông có chuyện muốn nói với nó. Em vâng, có gì trưa mai hai anh em cháu lên. Ông cho mày cái này. Khi bố mày đưa đi chơi thì cầm theo. Nhớ là cất nó đi, khi nào cần thiết thì hãy dùng. Em nói, cháu có biết khi nào là cần thiết đâu ông. Ông liền gõ vào cái đầu của em. Ngu này, khi nào mày cuốn lên không biết xử lý thế nào thì đưa nó cho họ nhìn, nhớ chưa? Không ai dám làm gì con hết, nhưng không được dùng bừa. Em liền hỏi, ông ở dưới đó chức to bằng bao nhiêu? Chức nào trong phim tể tướng lưng gù đấy ông? Ông cười nói, ông làm gì có chức, nhưng tính ra chủ tịch tỉnh còn phải nể ông. Nói theo trên này cho dễ hình dung. Em ngồi ngẫm nghĩ, chưa to bằng lưng gù ông nhỉ? Ông cười, nói em tào lao. Cả nhà em mời ông ăn cơm, sau đó mẹ sắp lễ cho ông về. Ông không lấy cái gì hết, chỉ lấy một hộp bánh dẻo màu trắng mà mẹ em đặt riêng cho ông bà, vì thấy ông gãy gần hết răng rồi. Ông nói cho ông xin hộp bánh, vì bà nhà ông cũng mớm hết rồi, lại thích ăn đồ ngọt mà mềm. Anh em gửi ông phong bì tiền, ông chỉ lấy một ít, còn bao nhiêu ông cho lại. Ông nói công ít thì lấy làm gì nhiều, có hai ông bà thôi, ăn bao nhiêu đâu mà tham. Chết cũng chẳng mang đi được. Chiều 5 giờ thì anh Giang đưa ông về. Em ở nhà mà mãi tới 9 giờ tối anh Giang mới về. Hỏi ra mới biết cái tivi nhà ông bà bật mãi không lên được, mà chỉ nghe tiếng được thôi. Anh sửa nhưng vỗ mãi nó cũng không lên được. Hai ông cháu về ăn cơm bà nấu, nhưng sáng không báo lên, bà không đi chợ được, nhà chỉ có rau luộc. Anh Giang thấy thế liền nói với ông là đưa ông đi chơi chút rồi đưa ông về. Anh đưa ông ra tiệm bán đồ điện tử của thành phố. Vào tiệm bán tivi, ông nhìn anh Giang và nói không cần phải mua cho ông không nhận đâu. Nhưng anh Giang không chịu. Chủ quán tưởng hai bố con thì dắt ông Tuần ra bàn uống nước, kệ anh Giang chọn. Đứng một lúc cũng mua được cái tivi to, mỏng, cùng với cái tủ lạnh. Sau đó ông cháu về. Cụ bà thì sợ ông mắng nên có thích lắm cũng không dám nói. Khi anh Giang về, cụ mới nói, mày là người đầu tiên ông nhận quà to thế đấy, chứ ông chỉ nhận đủ tiền vàng hương thôi. Mà cái tivi to thế, xem người nó cứ như người thật đấy, thích thật. Cụ bà cứ khen mãi cái tivi. Anh hướng dẫn cụ dùng tủ lạnh xong thì về. Khi về, ông Tuần nói mai đưa con Dung lên đây, ông có chuyện muốn nói với hai đứa mày. Anh em vâng rồi lên xe chạy một mạch về tới nhà. Tối hôm đó em đi ngủ sớm, cái bùa ông Tuần đưa bé bằng ba ngón tay chụm lại, ngắn tầm 5 phân, làm bằng giấy bạc cứng, em để ở trong túi quần luôn. Em mặc quần áo lịch sự rồi đi ngủ. Anh Giang chạy vào nói, mày qua phòng anh ngủ phòng mày cho, nhớ là đóng kín cửa lại nhé,
có gì thì la to lên. Anh nói khẽ, anh canh cho, nhưng mai mày phải kể hết cho anh nghe nhé. Em cười khoái chí, để mà kể thì quà phải to nhé. Anh Giang đưa cái nắm đấm ra, em chạy mất. Khoảng 11 giờ đêm, em ngủ, nhưng hồi hộp chẳng ngủ được, trằn trọc mãi rồi cũng thiếp đi lúc nào không biết. Bố về, nhìn thần thái đã thoải mái hơn trước. Em hỏi, bố được thả lâu chưa? Bố được thả lúc chiều, cũng may nhà mình nhờ được đúng thầy đấy. Bố gặp ai trong họ nhà mình chưa? Bố gặp ông Khiêm chưa bố? Chưa gặp ai hết, bố gặp mày là đầu tiên, vì hứa cho con đi xuống đó xem thế nào. Đi luôn đi bố nhé, em phấn khởi. Nghe bố nói nè, bố chịu con một lần này thôi, xuống đó rất là nguy hiểm, vì con là người thường, phong con dương khí còn mạnh, thì người ta tưởng là con mới mất. Nhưng con gặp ai, con cũng không được phép tới gần họ, và đặc biệt không được nói, không được ăn bất cứ thứ gì của họ cho, nhớ chưa? Em vâng dạ. Khi bố đưa con đi, đầu tiên con phải đi qua con sông, xuống đó gặp người lái đò. Con đưa cho họ 2 đồng xu, xong rồi xuống và không nói thêm bất cứ điều gì hết. Con phải xem bố như người xa lạ. Khi con qua sông rồi, gặp 2 tên lính đứng gác ở cái cầu. Bố đi trước con đi sau, không ngoái lại nhìn lính mà cứ đi từ từ cho hết cái cầu. Khi hết cái cầu thì lính đưa cho con 1 tờ giấy, đấy là giấy thông hành cho người dưới đó. Nếu con đã có giấy đó và con ăn thức ăn ở đó là con sẽ không nhớ được gì mà trở về đâu, con nhớ rõ nha. Bố không cho con thấy được nhiều cuộc sống dưới đó, nhưng con sẽ thấy được những ngày bố sống trong ngục và đi gặp ông bà họ hàng. Nhớ là không được ăn đấy nhé. Em vâng dạ và bắt đầu run. Đây, bố đưa cho con 2 đồng đi đò và 2 đồng xu cho lính cầu là 4 đồng nhé. Cầm lấy rồi đi theo bố. Hai bố con đi một đoạn thì thấy một con sông. Sương buổi sáng bốc lên mù mịt, đứng đó đợi một lúc thì trong màn sương mờ ảo hiện ra một người không nhìn rõ mặt. Cái áo choàng đen, các thím cứ nhìn thấy trên dương người ta vẽ thần chết làm sao thì người lái đò y như thế, nhưng họ không có lưỡi hái tự thần. Khi thấy bố con em đứng thì thuyền cập bến. Bố đi trước, đưa 2 đồng xu bỏ vào tay người lái đò. Em đi sau và làm tương tự. Xong thì ngồi xuống thuyền, không ai nói với ai câu nào. Người lái đò cứ lặng lẽ chèo cho tới khi thuyền cập bến bờ sông bên kia. Em với bố lặng lẽ đi xuống thuyền, nhưng người lái đò không chèo đi luôn mà đứng đó nhìn em một cách khó hiểu. Dường như bố nhận ra là có biến cố, bố liền lừ lừ đi bộ dạng rất chậm chạp. Em cũng làm theo y chang, nhưng trong lòng bắt đầu cảm thấy run rồi. Lái đò vẫn đứng đó nhìn em một lúc. Khi thấy 2 bố con dần dời đi thì người lái đò cũng mất dần trong sương. Đi tiếp một đoạn thì 2 bố con nhìn thấy cây cầu. Nó không phải là cây cầu xây theo lối hiện đại, mà nó là cây cầu treo. Khi linh hồn đi qua, hầu như chân họ không chạm cầu, nên không có cảm giác cầu chồng chành giống như người dương. Còn em thì khác, cái thần thức nó vẫn đang còn tồn tại, nên cái cảm giác đi qua cầu treo, sợ ngã, nó hiện ra nét mặt. Cái này mấy tên lính tinh ý là nhìn thấy. Đến cầu 2 bố con đi qua, 2 tên lính đầu tiên lúc này chưa phải đưa tiền, mà phải đưa tiền cho 2 tên lính ở cuối cây cầu để lấy giấy thông hành. Cảm giác đầu tiên khi đặt chân lên cầu là sợ ngã, bước chân như chậm lại dò đường. Điều này không bao giờ xảy ra với những linh hồn đã chết. 2 tên lính ngó thấy sự lạ liền lao đến. Nếu phát hiện ra hồn còn thần thức, lập tức đẩy xuống khỏi cây cầu. Điều này làm để răn đe người dương không cho họ xuống làm loạn cõi âm. Khi bị đẩy xuống cây cầu, bạn sẽ bị các linh hồn khác ở dưới đó tranh nhau hút hết khí dương và thần thức, khiến bạn không nhớ tới được cõi dương mà trở về nữa. 2 tên lính lao đến giữ 2 bố con lại. Em lúc đó như sợ quá, mặt tái nhợt đi nhưng vẫn không hé miệng. Cứ đứng đó, 2 tên lính bắt 2 bố con đứng lại quan sát một lúc, không thấy có dấu hiệu gì khác lạ thì cho đi tiếp. Lần này tim thì đập mạnh, chân thì run, nhưng em vẫn cố đi cho giống bố, trong đầu cứ nghĩ là không sao, không sao. Đi đến đoạn giữa cầu, lúc này sương mù dày đặc, hết nhìn phía trước, phía sau, không thấy bóng dáng của lính. Em vội cúi đầu nhìn xuống lòng cầu. Lòng cầu được lát bằng gỗ,
rồi vặn với nhau bằng dây thừng, các miếng gỗ cách nhau tầm 2 cm. Nhìn xuyên qua mấy cái lỗ đấy thì trời ạ, các linh hồn ở dưới đó đang bay lơ lửng, đứa thì cười, đứa thì gào thét khóc than. Chỉ nhìn thôi là muốn ngừng thở rồi, bao nhiêu cơ trên mặt, bao nhiêu dây thần kinh trên cơ thể muốn đứng hết lại. Em đứng chồm chừng một chỗ, người như đơ đi, không còn cử động được. Bố đi trước em tầm mấy bước, thấy dưới đó các linh hồn đang bay lơ lửng, tự nhiên lao vung vút, bay loạn hết cả lên, là biết em không nghe lời ông dặn mà tự ý nhìn xuống, và bị một linh hồn bắt gặp, thấy dương khí của em mạnh, liền truyền tay nhau. Ông liền kéo tay em chạy một mạch cho đến khi thấy lờ mờ bóng hai tên lính đứng ở cuối cầu, thì hai bố con lại giữ khoảng cách như trước. Bố đi trước đưa 2 đồng xu cho tên lính, sau đó em đi sau đưa 2 xu cho tên lính còn lại. Họ đưa lại cho em một tờ giấy gọi là thông hành. Giấy được viết trên tờ giấy màu vàng, mỏng như các cụ viết chữ nho ngày xưa. Đóng cái mộc hình vuông, ghi mấy chữ như người ký tên. Em cũng chẳng để ý nhiều. Cầm cái tờ giấy đó trên tay, em đi theo bố cho đến khi khuất bóng 2 tên lính, lúc đó mới thở phào nhẹ nhõm. Đi chơi mà không khác gì thằng ăn trộm các thím ạ. Khi qua 2 cửa ải đó, em chính thức đặt chân đến cái nơi gọi là âm phủ. Ở dưới này không có ánh sáng mặt trời. Ban ngày thì y như buổi sáng sớm mùa đông trên dương, sương phủ mờ mờ, trời thì tối tối. Ban ngày thì nó không có sương, nhưng trời cũng âm u như thế. Buổi tối thì tối hơn thôi. Sáng sớm đó, cảnh đầu tiên em được tiếp xúc đó là ngục. Các linh hồn khi chết tập trung về cửa ngục. Cai ngục sẽ đưa cho mỗi linh hồn một cái thẻ bài, y như đi bệnh viện, lấy số thẻ. Trên thẻ bài có ghi ngày giờ chết của mình. Sau đó một phiên quan ngồi bên định tội. Trên dương anh sống thế nào, ăn ở ra sao, có tham ô gì không, có bất hiếu không, chết vì nguyên nhân gì. Sau đó đọc tên và ngày chết của linh hồn để có cai ngục cho lính dẫn vào khu tương ứng. Nó tương tự như đi tù trên dương. Khi đó đứng trước mặt các linh hồn sẽ là cái gương thật to, nó như cuộn băng chiếu nhanh về cuộc sống của mỗi người. Nó tua nhanh những điều bình thường, nhưng nó quay chậm thật chậm những tội lỗi mình gây ra. Ai làm điều quá độc ác thì những cảnh đó nó dừng lại một lúc cho linh hồn nhìn cho rõ việc sai trái của mình. Bố dẫn em vào nơi bố sống mấy 10 ngày qua. Cái ngục của nó y như trong phim Trung Quốc. Ngục làm bằng những cây gỗ to bằng bắp chân người, đóng lại với nhau, mỗi cây cách nhau tầm 20 cm. Ở trong cái buồng giam của bố đang còn 2 người ở lại. Bố nói họ cũng bị như bố, nhưng nhẹ hơn, chưa được thả ra vì người nhà trên đó chưa giải trùng được. Đi tiếp một đoạn, thấy cảnh lính họ tra tấn người mới thật là kinh dị. Những thứ các thím xem trên phim ảnh chỉ là một phần rất nhỏ so với dưới đó thôi. Ở trên dương mình chia làm 18 tầng địa ngục, nhưng ở dưới âm chỉ có một địa ngục mà chia làm 18 khu khác nhau, mỗi khu nhốt một loại tội. Trong đó có trùm tang, động mộ, tán vào giờ xấu, chết oan, được nhốt trong cùng một khu. Cái khu tra tấn độc ác nhất là khu dành cho những người thọ trên dương gọi là bất hiếu. Khu này không do quan quản lý mà do bọn gọi là lòng lang dạ sói quản lý. Những người bị nhốt ở đây suốt ngày bị tra tấn. Buổi trưa họ vẫn được nghỉ cho ăn, nhưng xong rồi thì móc ra hết, môi tim, môi ruột, xẻ đôi người, ném vào vạc dầu đang sôi, treo vào cây thiêu bằng lửa, đủ mọi hình thức. Cốt yếu làm sao để các linh hồn có thể đau đớn đến tột cùng, sau đó đem về buồng giam nhốt lại. Cứ thế tùy vào mức độ ác của mỗi người trên dương mà dưới đó định tội. Có thể là 100 hay nhiều hơn thế nữa vẫn không được thả ra trong suốt thời gian tạm giam, ngày nào cũng bị tra tấn như thế. Khi người trên dương thắp hương gọi về, dưới đó quản ngục họ cho linh hồn biết nhưng không cho họ về. Đồ ăn các thứ ngon linh hồn chỉ được xem qua, kính chiếu thôi. Các linh hồn xuống đó mới thấm được sự cùng khổ. Những quan trên thường những loại linh hồn này họ rất khinh, chỉ có phạt nặng chứ không bao giờ xét phúc. Những bọn trộm cắp, cướp giật, trai gái, hà hiếp kẻ yếu như trên dương xuống, được đưa vào một khu mà khu này họ bị tra tấn kiểu kinh người,
như bỏ vào vặt dầu, cứ ngồi cái đầu lên là bị nhấn chìm xuống, trói chân tay lại, ôm vào cái cọc nướng trên thang, rồi dìm xuống nước lạnh. Cứ như thế, ác hơn nữa, họ còn cho một cai ngục cầm tay chân linh hồn, còn người khác cầm tay chân còn lại ra sức mà kéo, đau đớn không lời nào tả hết. Những khu ngục này một ngày được mở cửa phủ một lần để người thân vào tiếp tế và cho dân nhìn thấy cảnh như thế mà khiếp sợ. Các thím nói nó nguy hiểm sao bố vẫn cho em xuống đó, thật ra là không đúng. Nó chỉ nguy hiểm khi mình không nhớ những lời ông dặn thôi, vì bản thân mình không phải là linh hồn, nên cái dương khí còn vương vức trên người khá nhiều, điều đó khiến cho các linh hồn khác chú ý. Cuộc sống sinh hoạt dưới âm không khác gì trên mình là bao nhiêu hết. Trên dương công nghiệp hóa, khi đốt cho người thân mình đã mất dưới đó, đều nhận được hết. Nhưng đến được tay của người dân thì gần như là mất gần hết. Những thứ có giá trị nhất mà mình thường gọi là thất lạc đấy ạ. Bố đưa em đi thăm ông bà, ai cũng hỏi thăm, nhìn ai cũng vui mừng. Nhưng điều em thấy, ông bà cũng không già đi bao nhiêu. Nhìn thấy ai cũng khỏe mạnh, em cũng mừng. Hỏi ông bà đủ chuyện. Bà ơi, cháu thấy bà già đi đấy. Ừ, ở đây trẻ con thì phải lớn, còn người già thì phải già đi chứ. Thế sao bà không đầu thai? Ở đây ai muốn đầu thai phải đi học, người ta gọi là tu tập đấy cháu ạ, để trả hết tội mình mang, sau đó mới đi học đầu thai được chứ. Sao cháu thấy ở đây có ngựa, quần áo, ngày xưa không thế, nhưng lại có nhà cao tầng, xe ô tô, điện thoại di động. Sao các quan không đi ô tô mà lại đi ngựa bà? Ngày xưa, nước mình làm gì có mấy người có ô tô. Năm 2000 tới nay, luật âm thay đổi, cũng công nghiệp hóa, nhưng những cái lề lối cũ thì chưa thay đổi được. Trên dương gửi xuống cũng toàn quần áo ngày xưa, các quan thì toàn áo quan, mũ cánh chuồng không đấy thôi. Ở dưới đây, đi xa đi bằng ô tô xe khách, nhà cũng có nhà cao tầng, lát gạch hoa, cũng ăn uống bình thường, cũng nồi cơm điện đó cháu. Trên dương gửi xuống cái gì thì dưới âm nhận được hết. Thế bà, cháu gửi tiền vàng xuống thì bà có tiêu được nhiều không? Vàng trên trần vẫn đốt thì dưới này giá nó thấp lắm cháu ạ. Giờ người ta dùng tiền ở trên đó nhiều hơn. Vàng mã giờ thường dùng cho các phong không chốn nương thân là nhiều. Bà có đi làm không bà? Có chứ, không đi làm lấy gì mà ăn. Bà làm cái nghề của bà sống trên dương. Hai ông bà giờ tráng bánh đa để bán cho họ đấy. Thế chẳng công bằng gì bà nhỉ? Thế mấy ông chủ tịch nước chết xong cũng làm chủ tịch à bà? Không phải. Khi xuống đây thì tất cả phải học và đi làm hết. Ai ác bị nhốt lại, sau đó cho học cái nghề rồi kiếm cái mưu sinh chứ. Chờ các con cháu trên đấy cúng một năm có một lần, thế mà có chết đói à? Thế sao có người không cúng thì nhập vào người khác, nói là đói lắm, không có nhà ở hả bà? Khi con thợ cúng, chúng ta thì coi như chúng ta có chỗ trở về, cũng giống như trên dương, các con có chỗ ăn ở đấy. Khi người nhà không cúng, khác nào dưới đây chúng ta bơ vơ, không nơi nương tựa. Khi cửa phủ mở thì biết về đâu con? Thế cửa phủ mở thì ai muốn về thì về, đi đâu thì đi hả bà? Ngài đi mấy lần thế thì sao mà làm được nhỉ? Không phải thế, cửa phủ mở là để các phòng khác như cô hồn, người mới mất, về với gia đình. Còn những người như ông bà thì khi nào con cháu gọi về, có rảnh thì mới đi được, đang bận làm thì thôi, phải chịu. Khi con gọi bà về thì bà đi lúc nào cũng được à? Không, con phải gọi đúng tên ông bà, quê quán ở đâu chứ, rồi về nhà con ở đâu, số mấy, đường nào thì bà mới về được. Chứ còn thắp hương, con gọi bà ơi bà về đi, thì quan họ không cho đi đâu. Em gật gù như hiểu chuyện lắm. Thế cháu đốt gì bà nhận được cái đấy à? Ừ, nhưng khi đốt đừng có mà chọc cái gì vào, nhớ đốt thêm cái tên và địa chỉ người nhận nữa. Chứ đốt không với chọc que vào là hư hết, có nhận được cái gì cho nó lành lặn đâu. Thế mà mọi người trên dương nói đốt nó phí. Cứ đốt không có sớ rồi địa chỉ người nhận dưới này thì trả phí, lại đem vào kho để hết, các quan lại được dùng thôi. Thì ra là thế. Mà bà, sao bà không xui con cháu vào các chỗ nhiều tiền đấy cho sung sướng? Ai cũng thế thì ai mà khổ, thiên cơ không được tiết lộ. Ai mà tiết lộ, quan mà biết được thì coi như xong. Vào trong lao mà ngồi,
sướng khổ là do nghiệp của con cháu kiếp trước, giờ phải chịu, chỉ có ăn ở phúc đức mới giảm được tội. Thế thì cũng chẳng ăn thua bà nhí. Thế còn muốn ăn hay thua? Có tí tuổi đầu mà làm như cụ non vậy. Tao còn chưa hỏi tội thằng bố mày, sao đưa mày xuống đây? Cháu xin mãi mới được đấy. Cái thằng bố mày chỉ biết chịu vớ vẩn, vừa thoát tội xong một cái là sớm xác, hay ho gì mà đưa mày xuống đây. Tao bực lên lại cho vài cái đòn gánh vào lưng, lúc đó mới tỉnh được. Bà không muốn gặp cháu sao? Muốn thì bà tự về, mất gì mà con xuống đây. Bà mới gặp được một đứa trẻ như con mà cứ thích mấy chuyện âm ti với phong nọ kia là thế nào, lo mà học hành cho nó tử tế vào. Ông thầy Tuần nói cháu theo ông ấy đấy bà. Tao cấm nhà mình không thầy bài gì hết. Thằng bố mày đang còn ăn cơm nhà, vì thế mới cho mày xuống được đây. Cũng giỏi lừa lắm đấy. Lo chút nữa liệu hồ mà về đi. Bà quát lên. Em chạy mất, không đứng đó thì ăn mặt tay của bà như chơi. Em đến bên bố, cho con đi ra ngoài tí đi bố. Bố nói không được, tí nữa tầm trưa lính đi tuần nhiều lắm con à. Bà đang mắng bố đấy, cái tội đưa con xuống. Em nói xong lắc đầu lè lưỡi, bố thấy có biến thì chuồn thẳng. Nói là hai bố con qua nhà ông Kim một tí, rồi bố đưa con về. Đường dưới đó thì bây giờ đa số là láng bê tông, nhìn cũng đẹp và đàng hoàng lắm. Hai bố con đi bộ, em tranh thủ nhìn hai bên cũng hàng quán không khác gì trên Dương là bao nhiêu, nhưng vẫn mang nét của ngày xưa. Quán ăn thì bàn dài ngồi với ghế gỗ, cũng dài, loại ghế 3-4 người ngồi chung với nhau. Nhà cửa có nhà tầng, nhà ngói mọc san sát nhau, rộng có, hẹp có, đủ cả xe cộ, thì có xe máy, xe hơi, xe khách chạy ngoài đường, nhưng ít thôi, không được nhiều như trên Dương. Xe đạp và người đi bộ là nhiều. Nhà không phải mặt tiền không, mà cũng ngõ hẻm, lằng ngoằng lắm. Các quan thì mặc quần áo ngày xưa, lính tốt thì ăn mặc đúng như là trong cổ bài Tam Cúc, hoặc như cổ bài Trắng. Em với bố qua nhà ông Kim, em hỏi bố là sao bố biết nhà ông. Bố bảo, lúc nãy hỏi ông rồi, ông Kim đến chơi với ông bà nhiều lần rồi. Hai bố con đi bộ một đoạn tầm 15 phút, thì đến cái nhà y như cái nhà mà ông Phương làm cho ông Kim. Cái sân nó rộng, nhà bằng ngói đỏ. Không biết sao trước nhà, chỗ cái mái ngói chỉ ra sân, bị mất mấy viên ngói. Tường nhà ông thấp, có gắn mấy cái sàn hoa, đứng ở đường thì nhìn được vào nhà. Bố em đứng trước cửa kêu to, anh Kim ơi, anh có nhà không? Từ trong nhà ông Kim bước ra, thấy em lấp ló đằng sau thì ông tủm tỉm cười. Bố nói, tôi đưa nó xuống đây, qua đây chơi, cảm ơn anh đã nhờ người giúp cho gia đình tôi. Ông Kim, có gì đâu, người một nhà rồi, mà chú còn khách khí thế. Ông Kim quay sang nhìn em. Mày cũng tò mò gớm nhỉ, hết sợ rồi sao? Em không dám nói gì, chỉ tủm tỉm cười nhìn ông. Ông mặc bộ đồ quần áo rộng giống như bộ quần áo người Tàu màu nâu. Anh dạo này thế nào? Bố hỏi. Già rồi chú ạ, trốn quan trường quá sức rồi, giờ về dưỡng già thôi, giờ coi như mình yên phận. Nói xong ông quay sang em. Mày có duyên với người âm đấy cháu, nhưng không muốn làm thầy bà thì thôi. Theo ông Tuần, phụ ông ấy mà mở mang đầu óc, theo xuống đây thì thấy được cái trước mặt thôi. Muốn biết chuyện quan trường thần thánh như thế nào thì con phải theo thầy mới biết được chứ. Thôi, chút nữa để ông đưa về cho. Anh cũng thật là chiều nó quá. Bố cười không nói gì. Ông nói tiếp. Ngày mai ông Tuần cúng cho cố chủ tịch tỉnh đấy. Đi theo hầu ông biết được nhiều chuyện lắm. Mày là con gái mà gan quá. Em cười chẳng biết nói gì, thì nhớ lại là nhìn thấy cái mái nhà ông bị sứt. Sao mái trước nhà ông bị mất ngói thế? Ông Kim cười, thằng Định nó đốt cho ông, mà nó lấy cái que khiều cho nó cháy hết, chọc thủng cả mái ngói nhà ông, để đấy làm kỷ niệm. Thôi, bố mày ở đây, ông đưa mày về, đi theo ông Tuần cho nó kịp, mày là nhất rồi đấy. Nói xong, ông Kim dẫn em đi. Khi tỉnh lại thì đã 9 giờ sáng. Lương tiên sinh là Hoa Kiều, hậu duệ đời thứ 3 của dòng họ Lương. Ông cư ngụ không xa thành phố Bangkok nổi danh, kinh doanh hãng trà gạo. Ông Lương vừa bỏ ra hơn 10 vạn để làm tang lễ cho một con chó. Câu chuyện này kể ra thật rất cảm động.
hôm nay là ngày công đức viên mãn, cúng lễ đầu thất của con chó. Chiều tối sẽ cử hành lễ thiêu, khách đến không nhiều. Trước khi hỏa táng, ông Lương còn thỉnh cao tăng trứ danh tụng kinh, quốc quay phim, ghi hình toàn bộ buổi lễ. Chủ sự còn đặc biệt tặng cho mỗi tân khách một quyển sách rất đẹp làm kỷ niệm. Bìa ngoài in hình một con chó Thái hùng dũng đứng bên cạnh, là đứa bé 3 tuổi. Chuyện bắt đầu từ 4 năm trước, khi Lương tiên sinh vừa kết hôn không lâu. Ngày nọ, ông cùng với vợ ngồi thuyền đến chùa cúng dường tạo phúc. Hôm đó, hai vợ chồng trai tăng xong, lúc lên thuyền thì phát hiện có một con chó té xuống sông. Nó đang thở thôi thớp. Ông và vợ vội cứu lấy con chó lên, lau khô mình nó, sợ nó bị lạnh, nên lấy khăn lông quấn cho ấm, rồi đem về nhà. Hai vợ chồng đồng yêu thích con chó cái này. Năm sau, bà Lương sinh hạ được một bé trai. Vừa lúc ấy, con chó cái cũng sinh ra một chú chó đực. Tục ngữ dân gian nói, đơn trư cùng, độc cẩu phú. Một heo nghèo, một chó giàu. Ý nói là, nếu sinh một con chó, thì sẽ giúp cho chủ nhân phát tài, vận hên. Quả nhiên không bao lâu, thì vận may tới nhà họ. Do chính phủ muốn nông thôn phát triển, nên đã cho xây một con lộ to rộng trước công xưởng Lương tiên sinh. Giá đất hai bên đại lộ nghiễm nhiên tăng vọt. May là tổ tiên Lương tiên sinh để lại rất nhiều đất sát bên công lộ. Thương trường địa sản lên ngôi, giá tăng cao không ngờ. Ngoài ra, khi công lộ xây xong, giao thông càng tiện lợi, hãng xây gạo nhân đây làm ăn càng phớt. Nó cứ như là diều gặp gió. Vận may đến bất ngờ như thế, mọi người đều quy công về chú chó con. Ông Lương đặt tên cho nó là Hảo Vận, và gọi thằng bé con mình là Tiểu Ba. Hảo Vận ngày một lớn, giao du thân thiết với cậu chủ nhỏ đồng tuổi mình. Lúc Tiểu Ba chập chững tập đi, thì Hảo Vận nhẫn nại, theo sát một bên nâng đỡ, quấn quýt không rời, như hình với bóng. Lương tiên sinh nói nó giống hệt như bảo mẫu vậy. Một buổi chiều nhá nhem tối, công nhân xưởng xây cùng với công nhân xưởng khác phát sinh ấu đả tập thể. Mọi người không ai chú ý đến tiểu thiếu gia, cậu bé mới 3 tuổi ưa chạy lung tung, do bất cẩn nên té xuống sông. Nhìn thấy Tiểu Ba giãy giụa, trong chớp mắt đã chìm xuống, con Hảo Vận cả kinh, nó bất chấp tất cả, liều mạng nhảy xuống sông, dùng lưng đội tiểu chủ lên. Tiểu Ba liền ôm chặt con chó, nhưng bờ sông dốc cao quá, vô phương leo lên. Bốn chân Hảo Vận không ngừng bơi dưới nước, ráng sức đội tiểu chủ. Nhưng do đầu nó bị Tiểu Ba ôm chặt, chỉ có thể lâu lâu hướng mũi lên trời thở. Khi hai vợ chồng ông Lương phát hiện, cô bé giúp việc, người mà họ thuê chăm sóc Tiểu Ba cũng đang dí mũi vào đám người gây lộn, thì họ vội vàng hỏi. Công chủ đâu rồi? Trời ơi! Công chủ đâu rồi? Công chủ đã mất tiêu rồi! Công chủ đâu? Công chủ đâu rồi? Mọi người mới tủa ra đi khắp nơi kiếm tìm, kịp thời phát hiện ra Tiểu Ba và Hảo Vận đang ở trong con sông. Lương tiên sinh vội nhảy xuống nước, bồng Tiểu Ba lên trước, sau đó vớt Hảo Vận lên. Lúc này, thể lực Hảo Vận không còn chống chọi được nữa, nên chìm xuống. Lương tiên sinh ráng sức cứu và bồng được con chó cưng về nhà. Con trai ông đã thoát hiểm, Hảo Vận cũng dần dần tỉnh lại. Hảo Vận liều mình cứu tiểu chủ, nghĩa cử này không những được chủ nhân cưng yêu bội phần mà láng giềng đều ngưỡng mộ ca ngợi. Nhưng con Hảo Vận không giống người, không vì được sủng ái mà sinh kiêu ngạo. Nó vẫn như xưa, luôn theo sát, quấn quýt bên tiểu chủ. Đang lúc mọi người nhiệt liệt bàn về nghĩa cử cứu tiểu chủ của con chó, thì sự tình bất khả tư nghi phát sinh. Nguyên là cô tớ gái chăm sóc Tiểu Ba còn trẻ, ham chơi, nên bị chủ sai đi lau chùi nhà vệ sinh và tạm thời giao công việc bảo mẫu này cho một bà lớn tuổi, chín chắn hơn, lo liệu. 3 tháng trôi qua,
Một buổi chiều nọ, bà vú này dẫn Tiểu Ba và Hảo Vận ra đường rau cạnh công xưởng chơi. Thình lình xuất hiện một con rắn mắt kính, thân mập, to bằng bắp tay, dài hơn 2 mét. Đầu nó ngóc cao, nhắm hướng bà vú tấn công và mổ nơi gáy bà một cái. Té ra, con rắn này nó đang ấp trứng, mà các bà mẹ động vật trong thời kỳ hậu sản tính rất khôn dữ, luôn sẵn sàng tấn công, vì đó là thiên tính bảo vệ con của tình mẫu tử. Rắn mẹ cắn bà vú xong thì quay sang Tiểu Ba bắt đầu cuộc công kích. Lúc này con Hảo Vận thông minh đang đứng cạnh Tiểu Ba, thấy tình thế nguy hiểm, nó lập tức nhảy lên đứng chắn trước Tiểu Ba. Đúng vào lúc con rắn phóng tới mổ cắn, và Hảo Vận đã lãnh thay cú mổ đó. Dù bị thương, nhưng con chó vẫn ráng cắn vào đuôi con độc xà. Hai bên quần thảo kịch liệt trên đất. Trong lúc này, bà vú chỉ kêu được một tiếng: "Cứu mạng!" Thì nọc độc phát tán, bà té xuống. Bé Tiểu Ba ngây thơ không biết sợ, chỉ đứng đó nhìn con rắn và chó đấu nhau. Khi công dân và Lương Tiên Sinh chạy đến, thì mặt bà vú đã chuyển sắc đen, không còn nói được nữa. Hảo Vận cũng bị nọc độc chạy vào tim, mắt nó chảy máu tươi, mất hết sức lực. Nhưng nó vẫn cắn chặt đuôi rắn, nhất quyết không nhả. Một người đập chết con độc xà. Nhưng Hảo Vận trúng độc quá nặng, nó đưa mắt nhìn chủ lần cuối rồi tắt hơi. Nước mắt ông Lương rơi như mưa. Ông cứ ôm con chó cưng trong lòng mãi. Mọi người lay tỉnh Lương Tiên Sinh, nhắc rằng trên mình chó có độc. Trong giây phút tống biệt, ông Lương nghẹn ngào dặn dò mọi người phải dùng nghi thức cực kỳ trang nghiêm để tổ chức ma chay cho con Hảo Vận trung nghĩa. Và tang lễ này được cử hành suốt 7 ngày 7 đêm, long trọng chưa từng có đối với một con chó. Tang lễ hoàn tất, mọi người đều bị tấm lòng trung nghĩa của con chó làm cảm động. Ai cũng tán thán rằng, nhờ vợ chồng ông Lương 4 năm trước cứu chó, nên ngày nay mới chiêu được thiện báo. Có thể thấy, con người và loài vật, như con chó, có thể sống chung bầu bạn hài hòa, cùng hổ tương cứu hộ, thân thiết như tay chân. Vì vậy, con người không nên ngược đãi chó, càng không nên sát hại, ăn thịt nó dã man. Ngày xưa, có một gã nghèo sơ xác, hắn làm việc rất cần cù chăm chỉ, giúp đỡ mọi người làm việc nặng nhọc, nhưng họ trả tiền công cho hắn rất ít, chỉ đủ cho hắn sống tạm qua ngày. Một hôm, hắn muốn sắm thêm cho mình một bộ quần áo, hắn cũng phải chi tiêu rất dè sẻn, ra sức làm việc, dành dụm một thời gian dài, hắn mới tạm đủ mua cho mình một bộ quần áo vải xấu. Bỗng một ngày, có một người bà con xa đến nói với hắn: "Vì sao anh mặc y phục vải xấu thế này?" Hắn đáp: "Y phục vải xấu có gì là không tốt, chỉ do tâm phân biệt vải xấu, vải đẹp mà thôi. Anh không muốn mặc y phục đắt tiền và cuộc sống sung sướng sao?" "Tất nhiên là muốn rồi, nhưng làm bằng cách nào?" "Số phận tôi như vậy, anh có biện pháp gì không?" "Không, anh là hậu duệ của hàng quý tộc, chỉ cần anh chịu cầu thần thì thần sẽ ban cho anh cuộc sống sung sướng." "Cầu bằng cách nào?" "Anh đem bộ y phục giải xấu này đốt đi, chí thành cầu thần thì sẽ ban cho anh một bộ y phục đắt tiền xinh đẹp, lại ban cho anh cuộc sống hạnh phúc, thần sẽ ban cho anh toại nguyện." Gã nhà nghèo tuy cuộc sống túng thiếu nhưng không đến nỗi khó khăn lắm. Hắn bằng lòng cuộc sống hiện tại, nhưng khi hắn nghe người bà con xa dụ dỗ, liền hy vọng niềm tin mộng đẹp giàu sang. Vì thế, hắn nhờ người bà con chủ trì nghi thức cầu thần, đem đốt bộ y phục giải xấu và chí thành cầu nguyện. Cho dù hắn cầu lại sói đầu, y phục giải đẹp vẫn không xuất hiện. Sau đó hắn hối hận nói: "Tại sao ta lại ngu si như thế này, đem đốt y phục của mình để cầu thần ban cho hạnh phúc và y phục đẹp, nhưng lại mù mịt không biết thần ở đâu." Bài học đạo lý. Đây là câu chuyện thí dụ, người nghèo khổ là chỉ cho hàng phàm phu chúng ta.
y phục giải xấu giống như cuộc sống cực khổ. Mặc dù y phục giải thô xấu, nhưng gã nhà nghèo phải khổ công làm việc rất lâu mới sắm được nó. Hiện tại con người tuy khổ cực, nhưng đời quá khứ cũng có tu các căn lành mới có thể được thân người. Nếu như chúng ta không nương vào thân này, cố gắng tu pháp xuất thế, thoát khỏi sinh tử mà tạo các ác nghiệp, làm cho nhiều đời sau chịu đau khổ vô cùng, cho đến sinh tử luân hồi không dứt, thì chẳng phải là kẻ ngu si hay sao? Đức Phật dạy, trồng nhân không chân thật thì gặt quả đều công. Tất cả mọi việc có nhân thì có quả, nhân chánh thì kết quả chánh, nhân tà thì quả tà. Cho nên khi chúng ta làm việc gì hay nói điều gì phải chú ý nhân chánh mới là đạo lý làm người. Thí dụ, hàng ngày chúng ta làm việc có chánh đáng không? Lời nói có dối gạt, thêu dệt, lừa đảo, vân vân. Do đó, chúng ta biết được quả báo tương lai như thế nào. Cho nên, mỗi việc ở thế gian có họa, có phúc, có khổ, có vui đều do nhân quá khứ mà chiêu cảm quả báo hiện tại. Nói theo tín ngưỡng, chúng ta tin theo vị thần nào thì cảm ứng với vị thần đó, tương lai cùng loại với vị thần đó, giống như chúng ta tin theo những vị thần như thần đá, thần cây, vân vân, thì tương lai phần đông cùng loại với vị thần này, hoặc làm thuộc hạ của thần, tuyệt đối không thể vượt hơn thần này. Chúng ta đốt hàng mã, tiền bạc cho quỷ thần, những thứ này con người không dùng được, vậy quỷ thần có dùng được không? Nếu dùng được thì quỷ thần này cũng là loài thấp hơn người, bằng không thì gạt mình, gạt quỷ thần, tương lai cũng bị người gạt lại, lúc đó làm kẻ căm nuốt hoàng liên. Vì thế, bất cứ việc gì chúng ta cũng phải dựa theo lý trí để phán đoán đúng sai, không thể ai nói sao nghe vậy. Người ta bảo sao chúng ta làm theo như vậy, chẳng những là mê tín mà còn cuồng dại ngơ ngơ. Thứ 30. Tham thì thâm. Lời dẫn: con người sinh ra ở đời, bất luận là người giàu sang hay nghèo hèn, từ bậc lãnh tụ nguyên thủ quốc gia giàu có nổi tiếng, cho đến cả binh lính, người buôn thúng bán binh, người không có đất cắm dùi, đều có khuyết điểm và không thể nào tất cả mọi việc đều như ý muốn. Tất cả chúng sinh đều có lòng tham, vừa sinh ra đã có đầy đủ. Lòng tham này, tham không biết chán, càng nhiều càng tốt, đúng là lòng tham không đáy. Cổ Đức có nói một bài thơ: lưng vũ ngất ngưỡng con trời, quyền cao danh hiển còn đòi thành tiên. Thạch sùng kho đụng đầy tiền, biển xanh muốn biến ao điền thêm tươi. Tây thi diễm lệ rạng ngời, soi gương hiệu nổi trên đời kém sinh. Bành tổ tuổi thọ 800, muốn còn sống mãi nghìn năm chưa vừa. Cho nên con người khó mà bằng lòng với những gì mình có. Lòng tham cũng có tham thiện, tham ác, tham chánh, tham tà, hoặc tham chánh đáng, chỉ cần không trở ngại đạo đức và cuộc sống của chúng ta. Nhưng con người vừa thấy những thứ mình thích thì trong tâm thôi thúc phải tìm cho bằng được. Nếu tìm không được thì họ dùng mọi thủ đoạn, bất kể phạm pháp luật, phải có cho bằng được. Do đó, tất cả ác nghiệp cũng từ đây mà gây nên. Chúng tôi nói cách khác, tiết kiệm là một đức hạnh tốt của con người. Nếu người keo kiệt không chịu giúp đỡ người khác và bản thân mình cũng không dám ăn mặc thì trở thành kẻ nô lệ giữ tiền của. Mặc dù tiền của làm cho con người sung sướng hạnh phúc, nhưng cũng khiến cho con người bị sa đọa và chuốc lấy đau khổ. Có người giàu nứt đố đổ vách mà còn dòm ngó của cải người khác. Có người nghĩ có tiền để ra tiền nên dùng cách cho vay nặng lãi. Có người lừa đảo trộm cắp của người khác. Có người muốn chiếm lấy của người khác làm của mình. Tóm lại, vì muốn có tiền của mà con người phải chịu nhiều đau khổ. Vì muốn có được nhiều của cải nên có người sống chi tiêu tiết kiệm mà được. Có người nhìn ăn nhìn mặc dành dụm từng đồng tiền cắt. Có người dùng thủ đoạn tinh vi lừa đảo mà có được. Có người tạo các ác nghiệp mà có được. Thế gian này không có chuyện không lao động cực nhọc mà có của cải. Do đó, khi làm việc gì, chúng ta phải nghĩ đến hậu quả của nó. Ngày xưa có một người ở vùng nông thôn, tính tình chất phác thật thà. Thường ngày hắn sinh sống bằng nghề chăn dê. Nhờ hắn biết cách nuôi, chăm sóc dê, nên thời gian không lâu, bầy dê sinh con đẻ cái rất đông. Hắn lại gặp thời, ăn nên làm ra, trở thành một người giàu nhất địa phương.
Mặc dù hắn có rất nhiều tiền, nhưng lòng già rất hẹp hòi keo kiệt, bản thân không dám ăn mặc, cũng không giúp đỡ cho người nghèo khổ, cho nên mọi người gọi hắn là trùm sò keo kiệt. Một hôm, có một tên lừa đảo, gã chuyên đi lừa gạt rất nhiều người, nên tìm cách tiếp cận tên chăn dê, giả vờ thân thiện nói: "Này anh, chúng mình là bà con xa, nên chúng ta có tình cảm rất sâu đậm. Hiện nay anh là người giàu có nổi tiếng, nhưng còn thiếu một điều quan trọng." Tên chăn dê hỏi: "Tôi thiếu điều gì?" "Anh thiếu một người vợ trẻ, xinh đẹp với đức hạnh." Nghe tên lừa đảo nói như thế, hắn chợt thấy đúng thật. Thường ngày hắn chỉ lo gầy dựng sự nghiệp, nay cuộc sống đã sung túc, không thể không có một người vợ để quán xuyến việc trong nhà, và tương lai còn phải có con cái để nói giỏi tông đường. Hắn bảo tên lừa đảo: "Này anh, không biết anh có cách gì giúp tôi cưới được cô vợ trẻ hiền thục thông minh không?" Tên lừa đảo hớn hở nói: "Tất nhiên là được rồi, hôm nay tôi đến đây vì việc này. Anh có chắc tìm được cô gái như tôi đã nói không?" "Tôi tìm được rồi. Ở xóm dưới có một thiếu nữ rất xinh đẹp, hiền thục đoan trang, lại có đức hạnh tốt, làm vợ anh rất thích hợp." "Có thật không?" "Đương nhiên là thật rồi." Gã chăn dê nghe gã nói rất hài lòng, vui mừng khôn xiết hỏi: "Vậy hoàn tất việc hỏi cưới này, chi phí khoảng bao nhiêu?" Tên lừa đảo nói: "Tất nhiên tiền càng nhiều thì khả năng thành công càng cao, anh càng nổi tiếng." Xưa nay tên chăn dê là trùm sò keo kiệt, nhưng lần này hắn hào phóng dùng tay quá tráng, đưa cho tên lừa đảo một số tiền rất lớn. Hắn hy vọng việc này tốt đẹp nhanh chóng. Trải qua vài ngày, gã lừa đảo đến nói: "Cô gái này đã đồng ý kết hôn với anh rồi, nhưng anh phải chi thêm một số tiền để làm lễ đính hôn." Hắn lại đưa tiền cho gã để làm lễ hỏi vợ. Từ đó, hắn cứ lâng lâng vui sướng bay bổng, quên ăn bỏ ngủ, lúc nào cũng nghĩ đến cô vợ trẻ xinh đẹp hiền thục. Vài ngày sau, tên lừa đảo lại đến nói lễ đính hôn đã xong, chuẩn bị lễ kết hôn. Trước tiên phải mua căn nhà xinh xắn. Hắn lại đưa cho gã một số tiền. Trôi qua vài ngày, gã lại đến đòi tiền để mua đồ trang trí nội thất. Hắn lại đưa tiền cho gã. Sau vài ngày nữa, hắn lại đến bảo cô dâu muốn của hồi môn, xin hắn cho một số tiền. Hắn lại giao tiền cho gã. Tên lừa đảo gạt được một số tiền khá lớn rồi chuồn mất. Gã chăn dê cứ mãi trông ngóng đợi chờ. Năm tháng trôi qua, tài sản của hắn bị gã lừa đảo lấy sạch mà chẳng thấy cô dâu. Hắn mới hiểu rõ đạo làm người. Bài học đạo lý: việc tốt thì keo kiệt, lại đem tiền của gom góp khổ nhọc cả đời đưa sạch cho gã lừa đảo. Đây có phải là kẻ thông minh không? Tham của rẻ là bệnh rất nặng của loài người. Qua lại với bạn bè thì mong cho họ tặng quà cáp, khách có tiệc mời thì mong có nhiều người mời ta. Công nhân tham lam lấy trộm vật liệu, làm việc qua loa. Kẻ lười lao động lại mong người trả tiền công nhiều, muốn nhiều người khác giúp đỡ ta, vân vân. Người sẵn lòng giúp đỡ người khác nhưng không mong cầu họ đền đáp lại thì rất ít. Phần đó mọi người đều muốn bỏ ít mà được nhiều. Do đó mà đưa đến sự tranh chấp lợi lộc, lừa đảo, gạt gẫm ngày càng đông. Những người nhận chút ân huệ của người thì sau đó phải trả lại nhiều hơn. Cho nên vô tình có người rơi vào dòng xoáy năm dục, tính toán, làm được lợi một chút, dần dần cũng hạ thấp nhân cách, trở thành kẻ tiểu nhân ở thế gian. Con người đến thế gian này là trả nghiệp. Đức Phật dạy, nghiệp không nặng, không sinh ta bà. Vì thế, làm người phải làm việc để trả mới tiêu nghiệp, cũng có thể là trả nghiệp. Nhân cách đạo đức cũng sẽ từ từ nâng cao. Kẻ hám của rẻ dần dần sa ngã, tốt hay xấu ở trong một niệm. Tương lai khổ hay vui lại khác nhau một trời một vực. Thứ 31: con lừa đập đồ sứ. Lời dẫn: chúng ta xây cất một căn nhà lầu cao lớn, chẳng những tốn rất nhiều tiền của mà còn tốn rất nhiều công sức cực khổ mới hoàn thành được. Nhưng chỉ cần một cơn động đất hay bão lụt sạt lở thì trong thoáng chốc bị sụp đổ tan nát, lẽ nào không uổng phí công sức nhiều năm cực nhọc và của cải? Như người nào có khả năng ngăn chặn được thiên tai, hay khi xây dựng nghiên cứu tỉ mỉ làm sao cho nhà kiên cố an toàn thì khỏi lo. Nhưng có một người rất giàu sang, ông ta cũng chức giả làm lụng suốt mấy mươi năm,
chi tiêu tiết kiệm, tích góp từng đồng mới trở nên giàu có. Nhưng khi ông ta bị chết bất đắc kỳ tử, tất cả tài sản, danh lợi khác nào như mộng huyễn, bọt nước. Vậy người nào có khả năng ngăn chặn khi tử thần đến? Chỉ có tu hành tích đức mới là tài sản nhiều đời, nhiều kiếp, xài không hết. Suốt một đời người, lúc còn nhỏ lo đi học để trau dồi kiến thức, rồi học nghề, lại phải cực khổ làm việc nếm trải mùi thất bại, tích góp của cải mới có nền tảng sự nghiệp vững vàng. Một ngày nào đó, làm ăn thất bại, phá sản, uổng phí cực khổ cả một đời thì người này đau khổ biết bao. Họ trách số phận kém may mắn hay trách ông trời không giúp đỡ. Bạn muốn trách, vì sao không trách ác nghiệp của mình ở đời trước hay đời này quá nặng? Hoặc trách tự mình không có trí huệ mới dẫn đến sự việc sai lầm. Ngày xưa, có một bà La Môn muốn tổ chức bữa tiệc để đãi bạn bè thân thuộc và những người hàng xóm. Nhưng trước khi đãi tiệc phải chuẩn bị rất nhiều khâu. Ông ta chuẩn bị một số tiền lớn tìm mua những món ăn chật lạ, mời đầu bếp giỏi và cả bàn ghế, chén tách và che rạp vân vân. Tất cả mọi việc phải chuẩn bị đầy đủ. Ông gọi tất cả người hầu đến để phân chia công việc. Trong đó, ông chia một người hầu phụ trách công việc chuẩn bị mua chén dĩa, ly tách. Hắn liền đi thăm hỏi lò làm đồ sứ. Khi hắn đến nhà người thợ gốm, thì thấy chủ nhà đang buồn rầu khóc lóc. Tên hầu vội bước đến hỏi, vì sao ông buồn khóc vậy? Người thợ gốm đáp, tôi đã tốn thời gian suốt 5-6 năm ròng rã mới làm được đồ dùng nhiều như thế. Hôm nay đem chất trên lưng con lừa chở ra chợ bán. Không ngờ bị nghiêng rớt đồ xuống, con lừa đập bể sạch tan tành. Làm sao tôi không đau buồn? Trái lại, tên hầu cho rằng con lừa này rất tài giỏi. Người thợ gốm phải tốn thời gian suốt 5-6 năm làm được số đồ sứ này mà nó chỉ đập phá nát trong chốc lát. Nay ta mua dắt con lừa này về làm việc rất nhanh, chẳng phải giảm bớt công sức của nhiều người. Vì thế, hắn liền mua con lừa dắt về nói với bà La Môn. Thưa ông chủ, con lừa này rất tài giỏi nên con mua về. Nó có khả năng làm việc rất nhanh, đỡ tốn công sức của nhiều người. Bởi vì chỉ trong chốc lát nó đập hết đồ sứ mà người thợ gốm phải tốn công sức suốt 5-6 năm. Bà La Môn nghe hắn nói, liền nói giận quát. Thằng ngốc này, thiên hạ làm nên cơ nghiệp phải tốn công sức cực khổ rất nhiều và tốn thời gian rất lâu mới được thành công. Phá hoại và thất bại chỉ cần trong thoáng chốc. Huống gì con lừa này đầm bể hết đồ dùng, chẳng lấy được một cái chén nào. Người mua nó chắc về làm gì? Ông bà La Môn vì không có chén, đĩa, nên không tổ chức đãi tiệc được. Bài học đạo lý. Câu chuyện này là nói lên rất nhiều người giàu có muốn làm công đức, làm việc thiện, nhưng lại sợ tốn nhiều tiền, hoặc do nhiều nhân duyên, điều kiện không thích hợp, như không biết làm việc đó có công đức không? Làm thế nào mới có công đức? Lại nghĩ người kia có thật sự làm việc thiện không? Khi gặp được cơ hội làm việc thiện thì không có tiền, lúc có tiền thì không có cơ hội, vân vân. Những lý do đó đều không thể thực hiện được nguyện vọng của mình. Có người suốt đời phát tâm cúng dường ngoại đạo, nhưng vì ngoại đạo không chú trọng tu hành nên cúng dường họ cũng không có công đức. Lại có người bề ngoài hiện vẻ tu khổ hạnh, nhưng lại ham ăn lười biếng. Lúc có tiền đam mê cờ bạc hay nhậu nhẹt, cặp bồ với cái đẹp, ăn chơi trác tán, vân vân. Bạn bố thí cho họ thì khác nào giúp họ tạo nghiệp. Vậy có công đức không? Mỗi người ở thế gian muốn tạo dựng sự nghiệp đều phải trải qua thời gian dài, nỗ lực làm việc, nếm mùi thất bại, tích lũy kinh nghiệm mới được thành công. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta là ăn, mặc, ở, đi lại, một việc vô cùng vất vả đối với mọi người, phải không? Bởi vì bạn xây được ngôi nhà, trước phải mua mảnh đất, rồi sau lo đi làm dành dụm xây cất, lại lo chuyện ăn cơm, áo mặc cho cả nhà là việc khổ cực nhiều năm. Còn phải tính chuyện dành dụm chi tiêu tiết kiệm, tích góp từng đồng để phòng thân. Nhưng không may, một trận bão to, một ngọn lửa vô tình, một trận lũ ập đến hay cơn động đất, thì trong chốc lát bạn liền trắng tay.
cho đến tốn của vì con ăn chơi đua đòi, trộm cắp, đất nước loạn lạc chiến tranh đều có thể ba đời bạn tích góp hết sạch trong thoáng chốc. Người đời tạo lập sự nghiệp khó khăn như vậy, hủy diệt rất dễ dàng. Vì sao chúng ta không tạo dựng tài sản mà nhiều đời nhiều kiếp dùng không hết? Đó là tu hành tích lũy công đức. Ưa thịt gà bị trả quả. Trong Thiên Bút Ký của Kỷ Hiểu Lam tiên sinh có kể một câu chuyện. Khi một chiếc thuyền của quan phủ rất lộng lẫy cập bến, một người vợ trẻ tuổi của viên quan tri huyện đứng tựa bên cửa sổ khóc lóc tấm tức. Những kẻ hiếu kỳ bèn đứng tụ tập lại bên bờ để xem. Trong số họ, có một người nhận diện được người thiếu phụ ấy liền kêu lên. Ôi chao, đó chẳng phải là phu nhân của quan tri phủ hay sao? Đúng rồi, đường đường là phu nhân của quan tri phủ, chẳng lẽ có điều chi oan khuất mà sầu bi đến thế? Kẻ khác chêm vào. Nhưng vì phu nhân của quan tri phủ vừa thấy một giấc mơ kỳ quái. Trong mộng, bà thấy đứa con gái của bà bị chết, rồi người ta đem trói chặt lại, tha hồ cắt xẻ, khiến cô kêu la thảm thiết. Khi tỉnh mộng, lòng bà còn kinh hoàng, thì mường tượng hình như tiếng kêu bi thảm kia phát ra từ một chiếc thuyền bên cạnh. Bà nhũ mẫu nghe tiếng kêu khóc của phu nhân quan tri phủ, bèn vội vàng bước ra ngoài khoang thuyền, rồi kêu lên thất thanh, a! À! Thì ra, trên thuyền bên cạnh ngay lúc ấy, người ta đang mổ thịt một con heo sữa, huyết máu tuôn ra lai láng, tiếng kêu của nó nghe rất thảm thương, làm cho không ai dám đưa mắt nhìn. Chỉ thấy trên chân của con heo sữa ấy được buộc một mảnh vải đỏ, giống y hệt cái khăn đỏ cột trên cánh tay con gái của mình mà phu nhân đã thấy trong mộng. Do đó, nhũ mẫu liền đến báo cho phu nhân biết. Phu nhân nghe trình báo, lòng xúc động mãnh liệt, liền sai người hầu cầm tiền đến mua lại con heo kia. Con heo ấy tuy không thể sống lại được, nhưng còn giữ được cái thân nguyên vẹn. Về sau, bọn tôi tớ có người biết được câu chuyện ấy, bèn rỉ tai nhau bàn tán, rồi dần dần truyền rộng ra ngoài. Tính tình của phu nhân hiền thục, ôn hòa, sắc đẹp đáng giá ngàn vàng, hoàn toàn không có một tật xấu nào, chỉ có điều từ bé đến giờ rất khoái thịt gà, thậm chí bữa ăn nào mà không có thịt gà thì bà nuốt cơm không trôi. Có lẽ mỗi năm những con gà bị giết để cung cấp thịt cho bà cũng 700-800 con là ít. Vì thế mà phu nhân bị chết yểu lúc mới 16 tuổi, như vậy chẳng phải là do thích ăn thịt gà mà bị quả báo chết yểu hay sao? Cứu vật, vật trả ơn. Sau trận sóng thần khủng khiếp năm 2004 ở Ấn Độ Dương, chúng ta đã được nghe về nhiều câu chuyện sinh tồn khó mà tin được do những người sống sót kể lại. Một trong số đó chính là câu chuyện nhờ vào lòng tốt, một người Sri Lanka được cứu mạng. Chuyện là, sáng nào người đàn ông này cũng mang theo một ổ bánh mì đến ven eo biển nối liền với đại dương để cho cá ăn. Một hôm, có một con cá sấu to xuất hiện. Giống cá sấu Sri Lanka vốn rất hung dữ và nổi tiếng hay ăn thịt người. Tuy nhiên, con người tốt bụng đó không sợ con cá sấu. Ông ném cho nó vài lát bánh mì. Con cá sấu nuốt chửng và bơi đi. Kể từ hôm đó, sáng nào con cá sấu cũng trở lại để lấy phần ăn sáng của nó là mấy lát bánh mì, rồi hiền lành bơi đi. Buổi sáng hôm có sóng thần, người đàn ông nọ cũng đang cho cá ăn như thường lệ. Do đứng gần mép nước, ông bị dòng nước hung hãn cuốn trôi ra khơi. Ban đầu ông cố bám lấy một cái ghế gỗ, nhưng sức nước quá mạnh khiến cho cái ghế gãy nát. Rồi ông chụp lấy một mẫu gỗ khác, nhưng nó cũng bị cuốn ra xa ông. Khi sắp chìm, ông bỗng thấy có một khúc gỗ nổi gần mình nên chụp lấy nó. Nhờ vậy mà ngoi lên và thở được. Khi đã định thần lại, ông nhận ra có điều gì đó rất khác lạ đang xảy ra. Trong khi những khúc gỗ khác đều bị dòng nước cuốn ra khơi, thì khúc gỗ mà ông đang bám lại bơi theo hướng ngược lại vào bờ. Khi vào đến bờ, ông nhảy xuống khỏi khúc gỗ và bò vào bờ an toàn. Mãi đến khi đó, ông mới nhận ra
khúc gỗ của mình có đuôi. Đó chính là con cá sấu nọ. Những người hoài nghi cho rằng sở dĩ con cá sấu nọ cứu người đàn ông là để sáng hôm sau nó lại được ăn bánh mì. Nhưng với người thông thái, con cá sấu nọ đã trả ơn cho lòng tốt của người đàn ông.